cũng là backroom, nó cũng giống như cái con lần trước anh em mình chơi, nhưng mà nó không phải là backroom lần trước, mà con này là cũng có được 4 người, nhưng mà nghe bảo con này ấy là không có quái củng gì cả, chỉ giải đố thôi, nghe chưa, À nên là không có gì phải sợ cả đấy. đâu đấy, đây hiện 10 đây đấy. À đây là do Nghe Lớn thành Đình cái thể rồi. loại đéo gì đấy? Đây là các tuyển trạch viên của các câu lạc bộ, hiểu chưa? Tuyển trạch viên của Bayern, tuyển trạch viên. Ôi ôi, Vũ có quả con vết nhỉ, được ấy chứ. Ok, con cái gì đấy? À, đây, đây đây đây. Thằng vừa xong có vẻ được đấy. Ấy à. Ôi, nào nào, xem trông nó Đấy rồi, em chốt phải. rồi này nhá. Rồi em chốt rồi này nhá. Mà trận Ủa đấy đấy. luôn. Morpheus. Nào để xem có thằng nào trông dáng sắp xếp cái cho nào. Đây thằng này chả dáng sắp xếp với Linh, đúng xếp to luôn. Dầm ba cái thằng kia vớ vẩn. Đấy Vũ, thằng đấy là đẹp rồi, đúng chất mẹ luôn. Mặt giống mặt Vũ không? Hồi hắn tới em chọn được con gái cho anh em chơi cho nó mát mẻ tí. Gái Ừ, em chọn cái thằng đấy em nó có bộc nhìn thấy đéo màu đâu đấy. đấy 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 Không, cái con này trước, con là trước, con trước, con trước, gì con trước. còn này á Đấy, ừ. Phải mặc chọn cái đi này nhá. tí bọn anh còn hồi sổ một anh xem chứ. Vá vẩn. Rồi, vào thôi. Chơi Và nào. chưa anh Vũ vậy là đồ hóa từ Ui, đâu à? con Cái này gì đấy? đầu tư vậy? Ừ, cắt xin Ui, Excel à? thịt gà này. Gà remote rồi anh em ạ. Đi Thật về. đấy. Con này là Ô cái bỏ gì, luôn tao thằng này đóng. tự nhiên này nhìn. Thằng này sao nhìn đúng bẹn nó làm gì vậy? Hunter ngáy à? Đâu? Tao vừa nghe Tiến tiếng thêm. Hunter ngáy mà. Đâu, từ ngày đâu? À. Ở sao lại sao game dùng backroom vậy? Thì nó chẳng backroom. Đặt Sao tên không vào nào? backroom em. Backroom em. Ai kia, đi À. tôi anh đây. À đây 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 rồi, anh vừa rồi. Back game đi còn thế nào nữa? Tìm mọi Đâu? người em ơi. Sao Có mà tìm tiếng người thôi anh. cái tiếng này làm sao cho nó bé lại nhỉ? Cái tiếng này sao cho bé lại rồi? Mũi tên Đấy, ở này, trong đi hướng này cái em ạ. ambient ấy, ambient volume ấy, Này. giảm nó xuống. Tao đâu rồi? Ui, Rồi đây rồi. rồi Ủa cái này chạy chậm quá, đéo được. Đi nhanh em nhá. Thì chắc là chạy đường này anh ạ, chạy sang bên này rồi. Bên nào em? Sao chạy một tí đã thở hốc hốc này. Nó có, Đưa ôi, tay anh có tắt cửa này. Việt Kỳ đã. Hình như là Vào con bên kia, gái vũ kia, vũ kia, vũ kia. Đâu, đâu, đâu? Tại sao Đây tao rồi. không thấy thằng nào? Ui, con Tiên này. sư chúng mày Hunter là đâu? UC. Hunter đứng nguyên nào, Hunter đứng nguyên nào, Hunter. Nguyên. Đề nghị các em ra gặp anh đừng để. À đây 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 đây. Đây. À, hay giờ Hunter đứng yên em nhé. Việc của Hunter em đứng chỉ có yên nhé. cần đứng yên thôi. Hunter ngửa cái mặt lên rồi, em ngửa mặt lên. Đúng rồi, ngửa lên em, ngửa hết cỡ. À, cậu này Ngồi chỉ ngồi bảo. ngồi ngồi xong ngửa, ngồi ngồi À. ngồi xong ngửa. Ừ, càng đấy, càng đét Tiếng Việt luôn. à? Tiếng Việt. Thở thở trong ôi trường Vũ. Vũ đứng yên. Vũ đứng yên thì phải trông bẩn nhớ chịu được. Ờ, đứng yên nhá, đứng yên để làm kiểu ảnh đã. Đứng cạnh Hunter, đứng cạnh Hunter để làm kiểu Đây ảnh là kiểu đấy. Đi đơ rồi tiêu men đi còn đéo gì, đứng yên nhá, đứng The yên. Tiêu Men VS vệ GAV Ừ. Ơ Ui, có cái gì đây? tự nhiên lại Gì vậy? thế trong cái phòng cái nó có cái hình gì trong đấy đây. Nó bảo UC. Mày có nhìn thấy ở bên cạnh và phía trên không? Ui, bây giờ nó cái này nó quay chuột một phát là quay nhanh lắm. Mày ra chỉnh ở trong bên ngoài ý. Cái mouse sensitivity ý. Ôi. Not here. Left. Vũ công nhận Đi đi trông đi bên giống này, thật. bên này, bên này, bên này, bên này. Đâu, Bên trái. dẫn đường đi xem nào. Đây là thầy Vũ nhá. Anh em phải biết không, các giáo sư ở cái trường đại học ấy, thường là các giáo sư toán học về các thứ là thường là có lối sống lập dị ấy. Nhân vật xinh gái mà anh Đấy, em. thì đây là một trong những giáo sư ở trường đại học Oxford anh em nhé, Cambridge nhé, hay là Bách Khoa. Đề À nghị đề ok nghị em giáo anh giáo đọc. sư đưa các học sinh đi nhá. Giáo sư nhìn cái gì đấy? Giáo sư cứ nhìn Hunter là em dùng hơi nhiều bóng mẹ ấy nhá. Đá Này mắt. chỉ có Biko với kiếc thì nó mới có dùng cái thể loại về skin bóng 7 này thôi nhá. Đề nghị giáo sư đưa ngay các sinh viên đi ra khỏi đây nhanh lên. Đi ai kia kia mũi tên kia rồi, mũi À, mũi tên kia tên kia rồi. rồi. À, Nhanh nhanh mũi nhanh. tên.
Kéo hiểu tóc giáo sư này đúng là kiểu bị vợ giật hay sao ấy. Chỗ có chỗ không. Thì đi đi. Tớ đang vừa đi vừa tìm hiểu chứ. Gì phải tìm hiểu. Có mũi tên thì có quá là dễ là gì. Hình như là cái này. Đây mũi tên đây, đây giáo sư này, giáo sư mũi tên đây. Mũi tên đằng kia. Đi bên này à? Vâng, thế là đi rẽ bên này rồi. Cái này là tầng đầu tiên thôi đúng không? Là chắc là như mọi khi là tìm cái cửa ra đấy còn gì nữa. Kia rồi, cái cửa rồi, bên này. Ôi trời ơi, em gái sinh viên kia chắc là bị chắc là đây, thoát vé rồi. Ôi. Game thế này nó cũng đòi làm game vì tôi cũng đến chịu luôn đấy. Ơ? À, sẽ là có hai tủ này. Cái đéo gì này? Dính comment đâu rồi. Ok sao rồi. Dẫn đường đi. Nhân vật chết không anh em? Chết không? Chết không? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Confident. Chồng. Thì có ma ở trong cửa em á. Đâu? Sẽ có ma nào? Đây này. Rumor nói anh em nhìn rằng này có một cơ thể. Anh em nhìn trông này, vui không? Bố của vui mẹ luôn. Không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Ủa gì? Cái này như nói về con ma anh em ạ. Có lại con ma sao giống cái con game kia ấy thì y hệt tầng 2 đấy. Tầng 2 là cái con ma này con gì? Con này là phải đi vào chỗ sáng, không được đi vào chỗ tối. Sao con ông Dũng trông dị dạng lắm? Bố tát vào mồm rồi, dị dạng cái gì? Cái này, em chụp anh em gửi cho anh xem. Này. Thằng nào chả như thế, làm như mày thì không dị dạng đấy. Mày nhìn em lại cái bộ mặt của mày đi xem có dị dạng không? Em trông ừ đẹp lắm. À. Anh em theo tôi sang tủ bên kia. Trông giống cái trông tay. Con này là không được nhìn thẳng vào mắt à? Hunter đi như kiểu chuyển giới nhỉ? Ờ, trông mẹ trông chán điếu chữ. Radio này. Trông xe lẻ lắm. Almon Water này. Gì đấy? Nó bảo là nếu mà bị thương thì phải uống nước thánh. Uống thánh. Ủa bấm nút nào thì bấm 1, 2 cũng được nhỉ? Anh nhỉ? Ấn nút tờ để thải nước thánh ra đi còn gì nữa. À đây inventory đây. À đây tao cầm cái radio này để làm cái gì? Này. À cái này là để nói chuyện với nhau hay sao ấy? Thôi chứ bỏ qua đi anh em, mình có Discord rồi thì cần gì? Vứt đi. Thì thôi. Trông ổng Dũng đi giống người vượn với lì. Mày có nhìn thấy tay tao không? Đi mở cửa ra. Cầm radio đi, thể hiện cái xem nào. Thằng nào cầm radio, đấy nhặt từ trên cái bàn đi. Của anh ấy. Rồi, xong rồi ấn R liên tục. Cúi xuống ấn R. Cần vẽ. Rồi đi nhanh mẹ lên vào phần. Đây là game chúng mẹ phải hài cho chúng mày chơi nè. Anh Dũ ra ra đây, anh Dũ ơi. Anh đừng nghe, anh đứng nghe. Cái gì? Trông, đấy, trông Hunter, trông mặt. Trông. Con này là kiểu diễn viên, kiểu cái dạng gọi là FC2 PPV ấy. Kiểu mặt mũi là không hề có một chút mẹ mình coi như là mẹ, biểu cảm gì xem chán vãi trưởng. Đi vào đi. Đồn. Từ đâu đấy? Chắc mà đi về đây anh, đi về đây. Số 1 này. Ơ, con đấy. Gì đây? 1, 2, 1, 2, 3, 1. Pass đấy. 1-4 này, tỷ số mà trận Liver với Manu này. Liver 1, MU 4 này. 4, 2, 3, 4, 1. Cái này là cái gì? 1-4 này, 1-3 này. Ô, có cửa đây luôn này. 7. Ôi, 7 này, 7 đây rồi. 7 đây rồi, cửa số 7 đây rồi. 7 chọn đây rồi. Chạy nhanh được. Đấy. Có đi được đéo đâu. Phải ấn đúng số. Ừ. À, 1-1. Đầu tiên là 1. Ấn nhanh. Anh Vũ, anh ra kia, anh đọc pass đi. Thật. Anh Vũ ra kênh là anh. Đúng rồi, chỉ có Vũ mới làm được thôi. Mẹ đi. Vũ ra trước đi. Thật. Bồ ớt nhầm nữa. Phải nó đeo có cái tâm ạ. À. Có tâm đấy. Anh Vũ ra kia anh đọc phát hay đọc phát là được. Thế bọn này làm game nó cũng có tâm mà. Chứ đâu phải không có tâm đâu. Sai rồi, phải ấn đúng cái thứ tự ngoài kia nó ghi. Đúng rồi. Vũ ra đọc phát đi. Vũ ra đọc phát đi. Anh ra anh mới dạy dịch được chứ. Hồi Hunter với cả Vũ ra cho nó đỡ sợ. Bà, lấy có hai thằng cùng ra rồi còn thế nào nữa. Rồi đi anh. Đi.
Đi đi em. Đấy. Đây ra anh đứng đầu kia đập cho em. Trong cái dáng man tơ chuyển rồi. Anh đứng ở đầu kia đập cho em. Đấy, đứng ở đầu kia kìa. Vũ biết phát rồi. Ủa, chưa được. Mẹ nè. Nó phải em ạ. Lại đi, lại đi, lại đi, lại đi. Làm cái gì đây mà chạy? Cái gì đây? Sao cái gì mà chạy như mẹ điên vậy? Ai làm cái gì? Tức là cái này nó chỉ có 3 số một lần thôi đúng không? Ừ, 3 số thôi. Đấy, vấn đề là 3 số. Ở ngoài kia thì nó lại có đến, ngoài ngoài kia ta thấy có đến 6 số cơ. 4 số mà. Những cái số nó không trùng ấy. Hay là những cái số nó trùng. 1. Đầu tiên là có số 1 trùng này. Ờ, khi là các số trùng thật. 1 đúng không? 2 đúng không? 1 với 3 này. Và 2. Đúng mẹ rồi, sao mày ơi, 3 cái không thấy nó mất. 4 cái nó mới mất. À 4 à. Anh thử 43 43 43 74 xem. 43 74 nó sao được. 4137 chứ, 4137. Ôi giời ơi, thế thì 4137 không được. Được à? Cũng cộng 37 à? Bên này nó có một số dấu thăng. Ôi bên này không có số nữa, bên này có số thăng nữa canh này. Ôi đi ra giải đi cho nhanh, đến đéo bởi cho xong. Dấu thăng ở đây đéo có dấu thăng nào cả. 1 4 1 3 3 2. À từ từ đã. 4 trừ 1 bằng 3. 3 cộng 4 bằng 7. Đây này, 7 trừ 4 bằng 3, 3 trừ 2 bằng 1 này. Đi. Cho Hunter là đi trước rồi. Ơ. Ờ. Ấy gì thì mọi người đều lên mà. Thật. Ảnh tưởng thế nào đọc luôn pass đi. 317. Tưởng là có quái vật ra. Dấu thăng là thứ tự số. À. Tại sao lại là 4317? 4317 á? Thế là bao nhiêu? 4317 anh thử xem, đúng không? Đúng rồi. Đã bảo là game này nó không có quái vật đâu, chỉ có giải đố thôi mà lại. Ủa khiếp, trông Hunter nó đứng yên nhá, Hunter từ em đứng yên đừng cử động. Đã bảo đứng yên. Nhìn mặt trông kinh nhở. Đấy trông cái ánh mắt của nó nhìn trông tởm ấy. Đây này, phải ra đằng sau này, nó ngồi xuống như cái tay Hunter này. Có cái gì? Kinh quyết liền. Nhảy mẹ luôn. Ôi đi nhảy lên. Ngài là phẫu thuật hơi quá rồi em nhá. Dáng đi của Hunter vậy. Tối lắm nha. Bắt đầu tối à? Ừ. Chứ bắt đầu xuống lên mấy cái tầng mẹ bắt đầu đẳng đẳng bổ bổ lờ mao rồi đấy. Tối là dễ dàng mấy con mặt cười lắm nhá. Đó lại sáng mà đi. Sáng à, mà. Ừ, thế sao cứ đi sáng đi, sáng đi xa cái nó lại tối nhỉ? Con trai đấy, con trai đấy. Nó bảo là mình phải cẩn thận stamina của mình. Hết stamina sẽ dễ chết. Gì đây, con này là Attack on Titan à? Cái một sinh vật rất kỳ lạ này. Thằng này là cái gì, Titan thủy tổ hay cái loại gì đấy còn gì? Không ai được. Ừ, giống Hunter lắm. Không giống Hunter lắm. Hunter cứ cúi như này, tóc dài giống nó lắm. Con này rất là hung dữ và nguy hiểm. Nó thường bị kích động, bị kích động bởi âm thanh hoặc là ai con tắc nhìn thẳng vào mắt. Cho nên là nếu như cho nên là không được ai con tắc với nó. Ồ, cái này giống cô giáo ngày xưa ta đi học cấp 2 lắm. Nếu lúc mà kiểm tra miệng ấy là cũng không có ai con tắc đâu mà. Làng tránh à. Tảng lờ. Sao mấy thằng nào lên pin ở đâu đấy? Sao tao không có đem pin? Đem pin là chỉ dành cho những người nào xuống trước anh. Anh mở con kéo ra, con kéo 2 ra. Đấy. À đây. Ấn nút gì để dùng đấy?
À đây rồi. Inventory đây. Em đi trước nhá. Ừ. À ai con tắc làm nó chậm lại à? À như vậy con này là thích dài à? Ngắm nhìn em một lúc là em ý chậm lại luôn hả? Có thang máy này là sao? Thang máy đấy là mình đi xuống rồi con gì điên à? Không có gì đâu. Đỏ đấy. Sao như cái này màu đỏ? Ừ. Why? Sao nhỉ? Đây thành màu đỏ đấy. Có cái tiếng gì đấy? Có cái gì đấy? Con mẹ. Không có gì đâu. Có gì đâu. Có gì đâu. Thế như nào nhỉ? À. Người đi càng qua ngày càng đỏ thế em ơi. Tao chạy trước đây kệ thằng Vũ đâu chạy theo thì mẹ vừa bắt chết. À, con mẹ. Tôi xong tôi rồi. Con mẹ đâu chứ. À. Được mấy người đây. Nghĩ gì? Nhanh lắm mẹ. Con rẻ. Thôi nó đã xuống rồi. Đi con tao ơi, con mẹ. Cảm ơn em Văn Tân. Ờ. Kéo gì đây? Ờ. Anh không biết nha anh. Em gặp nó rồi, anh ơi. Anh gặp nó rồi. Nó ở đâu? Gặp nó ở chỗ em. Nó đang con... Nó làm cái gì? Ôi đi con mẹ. Văn Tân. Ôi giời ơi. Văn Tân đi rồi. Tuyệt vời luôn. Cạnh xác ai đấy? Tưởng thế nào. Sao ở cái này không quái? Ủa cái gì? Sao bây giờ thấy có bóng than nào chạy ở dưới đất đấy? Người thì vô hình nhưng mà có cái bóng chạy ra như nào? Người chết rồi anh, người chết rồi. Đấy, người chết rồi, người ta đi lại đấy, tao đừng đi nữa. Ủa mẹ sao tao thấy có cái bóng thằng nào không có người, có một cái bóng là như nào? Đấy là mà đấy anh, mà đấy, mà đấy. Kinh vãi chưởng. Bóng của Hunter. Nó bảo tìm cửa gì nhỉ? Vong à? Luminous Door. Anh em nhìn quả vong kinh. Nó đâu? À, cửa hồi sinh à, có cửa hồi sinh à? Sinh à? À đây sao có tivi đây này. Ờ. À đây có cái. À đây có cái tivi này. Không bật được à, ở thời điểm hiện tại. Nó bảo nó cần cái nít cái gì skill gì để close cái cửa bên trên này. Mình cần một cái cuộn băng. Cần một cuộn băng nhá để nhét vào trong cái này. Nó bảo là nó cần là nít skill driver để. Ôi giời. Để trong này có một cái nhà xác kinh quá. Để tao đi. Sao thằng này nó bị làm sao mà thằng này bị làm sao mà nó cứ kiểu như là cái màn hình nó cứ bị rung lên như thế nào nhỉ? Ôi, xong game rồi. Ôi, cái này là cái gì? Cái điều đây nó khóa mẹ cái này lại hơi đập xuống rồi. Anh cũng chết rồi. Mở tủ ra sẽ có gì không anh? Tủ mẹ nó đến rồi. Đây chỉ đường cho anh Dũng nhá. Đây anh chạy lên thuốc, anh thuốc, phải. Thuốc. Rẽ phải đây anh, rẽ phải đây. Rẽ cứt. Tao nghe nó gầm gừ thích lừa anh không? Nó chết rồi đéo nhìn thấy quái à? Ờ có cửa gì đây? Ở đấy. Đấy ôi ờ. Đấy đúng rồi, đấy xem chỉ. Đúng rồi. Sao đéo vào được? Mở ra. Cái gì đấy? Răng à? Ủa. Ôi. Đi. Gì đấy? Ai đang chạy phía trước đây? Không có ai nhá, chỉ có hai thằng Phong đang đi theo ta thôi nhá. Ôi dồi ôi. Anh nhìn nó rồi. Con nghiệt súp. Bạn thấy bảo là con này phải nhìn nó chạy nhưng mà phải vừa chạy vừa nhìn nó các anh ạ. Có cứt thì mẹ nó chờ giết cay. Nó chờ. Còn 2 phút nữa là mình sẽ trở thành cái gì? Follow Heartbeat and... Thôi phải ăn thuốc vào để mình không bị kiểu như là điên. Phải ăn thuốc vào Vũ ơi. Thuốc à? Chết ừ. Mẹ, thuốc đéo gì cửa. Ơ, ba chúng mày chết cửa à? Cửa nào bây giờ anh em? Cửa này. Mấy thằng Vong đi theo đấy là thằng nào thì biết à? Chứ tao tưởng mình có đạt với cả Hunter. Chết cửa, rồi. Cửa nào bây giờ anh em? Em thật thấy bảo là phải tìm cửa đầu sinh đấy. Thì chạy xung quanh đi. Luminous. Chạy xung quanh mà tìm đi con đéo. Cửa Illuminati à? Thế ở phía trước cái nó có cái kia là cái gì? Đâu? Trong này nó có một cái. Đây này, cái này nó đây này có cái gì nó chạy này là cái gì? Cửa mở ra là màu trắng, cửa phát sáng, cửa này á. Cái này đồ trời à? Không phải trường cái gì đâu. Nó có một cái cửa chỗ thông hơi ấy.
nó bảo mình là phải tìm cái gì đây để đóng cái chỗ lại, đóng cái đấy lại, cái, chắc là cái chỗ thông hơi hay là cái chỗ con chó nó chảy nhảy xuống đấy. Ồ, tivi này. Người chết đi theo tiếng tim đập đi kìa. Nghe có tiếng tim đập đâu, không đi theo đi. Tiếng tim đập á? Ừ. Con tim á. Thỉnh thoảng lắm mới có một tiếng tim xong thì biến mẹ mất rồi. Em này, tao nhận được cái nước thánh rồi này. Nước thánh là để hồi máu à? Hay là để hồi sinh đồng đội? Đây, bóng đây. Không phải đâu. Đâu đi ra đây tao xem nào. Nhưng mà nó không sử dụng được. Nó gọi là information xem nào. À đây này để hồi máu, không phải. Cái này là để hồi máu, cái này là để khiến cho mình không bị đô trời. Ủa xác em ở đằng này Dũng ơi. À Vũ chỉ tao cái nhà xác, trong nhà xác có băng đĩa. Cái nhà xác ở đâu? Mày. Nhà xác ở chỗ nào? Đéo hiểu Vũ tìm đâu được cái nhà xác. Em thấy có một cái cửa nhưng mà nó bị khóa rồi. Đường này. Đường nào? Đây. Vòng dẫn người đi đây. Đâu? À con này nó nhảy từ dưới ven này xuống đúng không? Rồi đây, đâu. Em ở đây nhà xác thấy... đây nhà xác ở đâu. Đây là hai thằng kia chết mà nhà xác đéo gì. Đây. Em hồi sinh rồi. Ờ anh hồi sinh rồi gì? Ở đây có cửa này anh Dũng ơi. Đây. Ở đâu? Đâu? Về chỗ xác. Đây có mấy cửa này, chỗ này mới này. Đâu? Nhà chỗ xác đấy, có thấy cái gì đâu? Đây, chỗ xác ra anh về chỗ xác. Đây. Ờ xong sao? Vòng dẫn. Đây, vòng dẫn đi. Đây có cái cửa này mở chưa? Đâu? Khu mới. Đây gì? À. Đúng mày chọn ôi. Con mẹ. Đây cái cút. À rồi em hồi sinh. À đã chưa. Đi lại, hồi sinh rồi. Sao lại chết? Đéo hiểu. Con về canh đâu rồi? Có nhìn thấy bóng không? Đéo hồi sinh được luôn ạ. Em hồi sinh rồi. Có vai trưởng sao anh em giúp chết ở đây rồi? Anh chết đâu? À đây là anh Dũng mới hồi sinh không? Chết anh đây. Chết đâu đâu, thằng Đạt chết thì anh thằng chết anh đâu. À? Rồi anh Vũ hồi sinh chưa? Ừ, Dũng chạy nhanh, phải cất tao hiểu. Chết hẳn rồi. Bảy trọ đéo hiểu. Không, anh ra đây hồi sinh được. ADN của nhà bảy đâu, sao lại có thể để như vậy được? Thấy không? Bị nó khoạc một cái là bị chảy máu rồi. Đéo chạy được. Đây, chạy vào đây. Có cửa phát sáng ấy, anh thấy không? Đâu? Vào xem ai? Không phải đâu em ơi, nó tùy chỗ đấy. Nó tùy chỗ. Chứ anh hiện là chết hẳn rồi chứ không phải tìm cửa nữa. Anh à. Hiện là chết hẳn rồi. Thế nào? Sao chuyện điền à? Thời gian. Yes. Vụ chạy đồ chứ, chết là mấy đồ. Em có chạy gì đâu mà. À. Vẫn đấy Hunter ơi, chắc đường này em ơi, đi theo anh là sẽ thoát, yên tâm đi. Em nên nhớ anh là bảy chuồn. Ôi, nhìn Hunter chạy ạ. Chết đảo. Anh Dũng đi theo. Ủa xác thằng nào đấy? Xác này. Ồ, cái gì đấy? Radiation trong này có một cái phòng nó có phóng xạ. Mình cần phải có đây nhá, có một cái cửa sẽ mở nếu như cái lực lượng phóng xạ trong phòng đang thấp. Để có thể có được chuyện đấy thì cần phải sử dụng cái kia để xịt. Nó sẽ xịt cho cái phóng xạ nó mất dần đi thì cửa nó mới mở. Xong mình lại còn phải cần có một cái dụng cụ để đo lượng phóng xạ cơ, khiếp đéo khó thế. À cái đo phóng xạ là cái ở bên trong một tí là có một cái bộ quần áo. Ui, tôi được sâu. Gì đấy? Ui được con mẹ. Có gì đấy? Đi anh ơi. Game này nó căng lắm, căng củ cọt lắm. Uống thuốc vào em ơi, uống thuốc vào anh nó cảm giác rồi bắt đầu. Em có thuốc. Nó có cái hộp ấy. À đây có cái gì đấy anh ơi? Đâu cái gì? Đây cái gì đấy? Đây là cái gì? À đây xác này. Ba lô của ai đấy? Nó có mấy hộp, có khóa này, có chìa khóa không? Thôi anh em ạ. Bỏ đi. Đi theo anh, đây rồi. Chắc là chắn là đường này rồi. Yên tâm đi. Đi theo anh là sẽ sống. Ồ. Con mẹ. Đi. Bà con áo này. Ủa cái gì đấy? Phòng phóng xạ đấy anh ơi. Ờ. Hãy qua anh ơi. Con mẹ xác định quá. Anh chết mẹ đâu rồi. Phóng xạ chết rồi cả hai. À, xạ. Trông Hunter chết trông chán luôn kìa. Nó đứng nhìn nó là chết à? Ừ, tôi chạy mà anh. Yo, sao anh lại chết ở trong đây? Ủa này em thấy có phòng xạ ở trong này này. Phòng cái phòng. Ờ mặt nạ phòng độc cái này. Mà tao chết ở trong cái tủ đấy không đi được luôn. À, phòng phóng xạ đây. Thôi đi tìm ôi xe lăn này. New shit. Phải đi tìm cửa. À, đây có cửa sáng rồi, hay quá. Cửa sáng ngay gần đây các anh ơi. Hay quá. Đúng là đi theo tiếng tim thật.
Hunter kêu anh em ơi, anh bị kẹt ở cái chỗ này Andy rồi. Yeah. Phong ấn 10 tỷ năm vào đây rồi. Không không nhận được cái mỏng đạn không giả nhỉ? Hunter khốn ra mở khổ khốn nè. Hồi sinh. Em không mở được chứ, không mở được. Someone inside đây. Để thiện someone inside. Thủ bắt hồn rồi. À có đồ này, hay quá, em xin nhá. Phai lìn ạ, sao em đang đi bị cái gì đó tiện ra chết luôn kìa. Ôi này thì nhặt đồ này. Đồ của anh tẩm độc hết rồi. Ăn vào là chết đi. À lại có cửa phát sáng này. Hay quá. Quả dọa sợ lắm. Thế à? Được có quả dâm sượt ghe sợ vãi luôn. Ga remote à? Ừ bố ga remote mẹ luôn. Đóng mở được. Vũ ơi hồi sinh đi Vũ ơi. Hồi sinh được bị loại khỏi vòng chơi rồi. Thôi thế thì lốt lại đi cho nhanh đi. Lại con cặc lừa lại. Thôi lại đi. Đúng hiểu. Vũ thì bị coi như là loại khỏi vòng chiến. Tao thì kẹt thì trả đi lại là đúng chứ còn đéo gì. Thôi lại đi. Đéo hiểu gì mẹ chóng mặt quá. Ôi lại kèo nhé. Biết chơi chưa? Chờ, vào lại. Biết chơi chưa? Chờ, biết chơi này là chơi cẩn thận đấy nha. Cái con game này khó thế nhở? Mình còn chưa hiểu cái của nó là như nào cơ. Nó không giống con kia. Ừ, con kia là cứ đi từng tầng đúng không? Mỗi tầng có một cái thử thách. Con này thì là tất cả nó trộn hết ở trong một cái một chỗ và các loại quái vật cũng ở chung nhau một chỗ luôn. À một khu vực. Con này nhá, em thấy có một cái chỗ để mà mở khóa. Ừ. Thì nó bảo là phải có cái bình xịt để cho phóng xạ nó giảm xuống mới mở đây. Đấy, nó có một cái chỗ hộp để mở khóa với một cái chỗ gì mà mình phải đóng cái cửa lại ở trên ở trên nóc. Ừ. Đóng bằng cái gì? Thế vào rồi. Thôi, bảo là cái cờ luôn nhá. Vâng, còn thôi. Skip luôn. Skip như nào? Kiểu gà remote mất dạy thật. Nhưng mà tao có bị dọa gì đâu. Em bị dọa phát giật. Đéo hiểu sao mình chết luôn mà. Bình thường là con quái đuổi chết đúng không? Đây tự nhiên là nó mẹ có hình trên màn hình. Đồ hát cỏ. Ơ, ai chết luôn rồi kìa. Đó, bị quái chết. Ai đấy? À, Vũ à? Lúc Vũ hồi sinh dậy trong kinh với Linh. Cứ mũi tên nhá, đi thôi, cứ đi thêm mũi tên là sẽ đến nhá. À đây anh giúp rồi. À anh đến luôn rồi. Mũi tên đằng này mà. Đây cho em, đây rồi, đến luôn cầu thang rồi. Đến cầu thang rồi, đi thôi. Đợi hai đằng kia cho em. Đây bên kia. Hết mệnh lực rồi. Sau cái sau khoảng tháng 2 mà đầu cứ tưởng game nó dễ. Ừ. Hơi mà nó cứ cho sống lại liên tục như vậy thì cũng dễ mà. Tức là cứ chạy đến cái chỗ kia lại sống lại thì dễ. Mẹ đéo gì. Mỗi người 10 lần. Lấy tìm. Thế sao thằng Vũ đã có 10 lần rồi đã chết 10 lần rồi cơ? Nghe em bảo là lấy. Nhưng mà đéo ấy, hết giờ nhưng mà đéo tìm vịt của sáng nào chết luôn. Ôi chồng Vũ, chồng lại cái bà già đéo nào kìa. Chồng Vũ, chồng anh em nhìn chồng chán. Rồi nha. Ừ, thì chả thế. Thế nào? À đúng rồi, đây. Ờ, đéo lấy đồ à? Lấy à bây đồ. Giờ phải lấy cái đồ cả đấy, hai bên đồ này. Đấy. Đồ gì? Lấy mấy cái lọ đấy đi còn gì nữa? Thì bọn Dũng lấy hết máu thôi. Ừ, thì cũng chả thế. Máu phải giải quyết vấn đề gì đâu. Sao không? Nó cắn cho thì lại... Mình chỉ muốn tế quả mình chạy vào được cái tủ. Hunter, em còn đợi cái đéo gì nữa. Vũ anh cứ ơ cái gì đấy. Vũ đâu, anh Vũ đâu rồi đấy. Hiểu đi nhanh lên. Đi nghe nào. Vũ đâu rồi. Hay nó đi rồi. Đây này Vũ ơi, Vũ bên này, ra đây Vũ ơi. Nhanh chặt ra. Đéo biểu đây. Con đánh nhầm được. Chán thằng tơ đéo chịu được. Hunter fan quá. Chán. Anh không hiểu luôn đấy.
Đúng lúc đấy Vũ chạy đến cửa đóng phải hay không? Bấm số cuối này nhưng mà nó bị sai. Thôi. Lại đi. Non lắm. Ơ kìa. Ờ, hay là nó đổi mẹ số rồi. Đổi số thì sao? Đổi số rồi. Ôi. Cái gì đấy? Con gì đấy? Lấy đồ luôn, các bạn lấy đồ luôn. Chạy chắc lấy đồ luôn. Lấy đồ bắt gì đây? Đúng rồi, gì vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Nhà đèn ở đâu nhỉ? 0, 9, 8. Cái này em phải hỏi Vũ, anh không biết nó là bao nhiêu luôn. Tự nhiên Vũ mẹ mình tìm ra được, anh đéo biết là nó là bao nhiêu luôn. Kẻ cốc cốc bờ ra. Ủa, em tôi khổ. Hóa ra là Vũ nó đã, hóa ra là Vũ nó đã biết đấy, nghe hiểu không? Đéo nói nhiều nha. 0891 em ạ. 08. Ơ cái tủ nắp lúc nãy đâu nhỉ? À vâng. Lại someone inside đi. Không sao đâu. Vũ, mày nghĩ gì hả Vũ? Rồi. Mày nghĩ là nó vẫn còn chỗ để cho mày chui vào á? Hơi ngây thơ mà. Em nhá. Một con bé. Gì vậy? Trời ơi Vũ. Em thử đến chỗ có tivi nhá. Ờ à, nhưng mà bây giờ cần phải có cái băng. Đó nhưng mà phải cần phải tìm được cái băng. Em thử đến chỗ có tivi rồi. Vẫn tivi nãy tao cũng tìm rồi, vấn đề là băng chứ còn. Bọn em sẽ ở luôn cái chỗ tivi nhé. Có kìa, nó xuống rồi nhá, tao nghe này có tiếng như là nó xuống từ trần nhà rồi đấy. Anh chết trong đấy là thương nhá. Nước thánh à? Ừ, nước thánh dùng để tăng máu khi mà bị bắt. À, khi mà bị mất máu. Cái thuốc kia là sau này là mày sẽ thấy tự nhiên người mày nó cứ siêu siêu vẹo vẹo đi giống kiểu say xe ấy, thì uống vào. Giảm mày sanity à? Ông Dũng thì uống nước bằng lu rồi, cần gì phải mấy cái nước nữa. Tao bố của lu luôn đấy chứ mày nghĩ gì. Anh em nào cứ xoay xoay đèn nhỉ? Sao lại xuyên tường à? Quá. Đây tivi đây. Thuốc ấy. Rồi, 10 bình luôn. Thế cái nhà xác ở chỗ nào? Phải đi tìm thôi. Đéo hiểu à, mày cái con game này làm ánh sáng đèn pin xuyên tường anh Dũng ạ. Gì thì được, đéo gì. 70.000 đòi đéo gì? 75.000 nó khác đấy. Cái kệ đọc từ rồi biết phải làm gì à? Thế còn cái tường này là như nào? Sao tôi lại có cái đoạn nó bị nó như này là như nào? Thôi ra cái phòng lần trước mà khu mới đi canh. Ờ nhưng mà nó ở đường nào? Đây nó ở nó đây quay lại. Một cái màu đỏ đấy, cái cửa đỏ đấy. Đây này nó đòi cái gì này? Đòi cái gì? Đây này. Bố tắt mồm đòi cứt. Đấy. À mình cần phải có cái cơ tu vít để khóa cái này lại. Ờ có tu vít khóa nó lại thì con kia sẽ không xuống để bắt mình nữa. Đấy. Tu vít à? Không lành thì có độc đấy. Không, phải đi phải đến cái chỗ thằng kia chết cơ, đi qua đấy cơ thì mới bị độc. Đây phòng gì? Đấy, đi qua bên kia là sẽ độc đấy. Đằng này này, đi qua bên kia là sẽ bị độc này, cho nên là cần phải có cái bình xịt. Để cho nó, một cái bình xịt đã, bên đấy sẽ có mấy cửa bị khóa. Mình cần có cái bình xịt, tìm được cái bình xịt. Xịt cho nó giảm cái độ phóng xạ xuống. Thì nó mới mở cái cửa khóa đấy ra. Thế à? Ừ. Thế đi quay lại chỗ này có... chắc ở trong cái hộp khóa đấy. Em thấy có cái đường vào trong này là phải kiếm đủ đồ đã chứ vào đây được. Ừ. Em thấy có một cái đường chưa đi chỗ này này. Ừ, đây quay lại có một cái đường mình đã đi đâu. Mà ở đây là có cái con đấy nhá, cái con người que đấy nhá. Người que à? Ừ. Thằng Đạt từng bị nó bắt chết đấy. Đứng ngay sau lưng Đạt luôn. Cái tên hack ấy.
Này đấy, đỏ là đi đi. Lúc nãy vào cái đèn đỏ đéo đâu? Đi đi con gì đấy em là người chỉ được mà. Please. Ôi 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 chết hết. Ôi ôi cô mẹ mày, cô lên đừng có thở nữa, tránh mẹ mày lên, con chó đi, tránh mẹ mày lên. Tìm cửa sáng anh ơi, cửa sáng chắc gần đây thôi, anh gần đây thôi. Cửa sáng à? Đó, sao nó không nghe được ai nữa? Có nhìn à, anh em bảo là không được nhìn con đó. Ôi, con người quen rồi. Thế là không được nhìn con đó à, mình lại thấy hiếu kỳ, mình bảo Vũ nhìn cho vui. Hiểu đạt. Đạt cái gì kìa, tặc cái chiếc mẹ cả ba. Tao đến chịu chúng mày luôn đấy. Cậu nhưng mà con đến trong hay mà. Ơ gì đấy, ai? Ơ anh Dũng chú Tủ à? Ừ. À đây có hộp này, có hộp này. Ờ à, tốt 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 tốt, đâu. Hộp này như là có khóa. Nó phải có con chìa. Có chìa. Cửa sáng nó ở đâu nhỉ? Phải làm viên thuốc phát. Hunter đi rồi à? Bắt đuốt em ơi, bắt đuốt, cần cái bắt đuốt cái này. Từ 4 số Vũ ơi. Hay là thử số lúc đấy lên cầu thang. À lên lên. Điên này làm gì có chuyện nó dùng chung số như thế. Đâu. À đây có cái bình đó à. À phải đập cái bình này đúng không? Ờ anh Dũng ơi. Ờ em kiến nghị là mẹ xem nào tìm có cái này không nhá. Tìm cửa sáng anh em. Cái này nó tây quá không được. Tây à? Ừ. Hay tách chờ ngay việc tiệc ngay. Pat đi tìm Pat đi các em ơi. Thằng Vũ đi tìm cái chỗ tim đập nó hồi sinh mẹ đi, có chạy ở đây tí hết từ ra đây chết mẹ rồi. Đang đi do đấy đeo thấy tiếng đéo gì cả. Tiếng tim đây. Em thấy bịch một cái xong không đéo thấy gì nữa. Thấy tiếng bịch nhưng mà đéo thấy cái cửa đâu. Đi nhanh có hết thời gian lại chết đéo hồi sinh được. Cửa nó nằm gần chỗ xác thế nên là. Trong này có nhiều cái tủ lắm, vào đây kiểm tra anh Dũng ơi. Đây. Nhiều tủ có lọ lắm, tủ ngăn kéo ấy. Trong này có rất nhiều chỗ trốn nhá, chứng tỏ là nó cũng làm rồi. Không, cái này phải... À, cái con đồ đứng ở kia rồi. Con khốn nạn. Ra ngoài kia là con đeo đứng ở đấy. Cửa này chỉ có trốn thôi. Thế thì hết đường rồi. Tờ giấy lúc đầu là 0230 à? Có anh em bảo tờ giấy lúc đầu ghi 0230 kìa. Giấy lúc đầu giấy gì? 0230. Không phải nhá. Không được, không hai ba không phải. Anh Dũng qua cái khu kia đập bình chưa? Có cái bình bên này này. Bình nào? Đây anh ra đấy, ra do anh cửa. Ra cửa đây, đây chạy theo hướng của em này. Đâu? Vòng đây, đâu? Đây vòng đây, thấy không? Bảy trọ nó sống lại rồi này. Đâu ở đâu đấy à đây? Đây ra đi theo đi tìm thôi. Đeo có tìm. Đây. Ra chỗ cửa đúng đấy. Tự nhiên anh thấy có cái gì nó nhấp nháy đèn pin em ạ. Anh cút vào đây ngay. Không thấy em à? Có, thấy bóng mà. Đây đi ra em. Đấy, này, mày... Sẽ mất bóng này. Đâu? Sẽ mất bóng bởi vì rất là tối này. Ờ. Ôi chết là mất hết đồ nhá. Cửa thì chẳng mất hết. Đấy, chạy rồi. Đây, đi thẳng. Đây, từ đã, cái gì đây, từ đã. Có mấy cái bình đây. Từ đánh đập cái này đã. Một đây nhá, một trong cái bình trong phòng này có một thứ gì đấy nhưng đấy, quá khó để mà có thể đập được bằng chim à quên bằng tay, cho nên là cần có một thứ gì đó khác, có thể là một cái búa. Anh thử mở mấy ngăn kéo xem có đéo hiểu, mấy cái bình này lăn mẹ xuống dưới đất rồi nó vỡ mà đéo đủ. Đổ dích ở đâu bỏ mẹ rồi gì đấy, tự nhiên anh nghe thì có tiếng nó kinh lắm. Tiếng thằng Đạt mở ngăn kéo không có gì đâu. Ê, tự nhiên có tiếng chứ còn ọc xuống lưng. Em nhận được cái mắt này. Mày gì? Mắt. Ôi giời. Đây có một cái tua, có cái bình chưa mở này, bình chưa mở này. Đấy, bình chưa đập. Ở đây. Con chó mất rượu đang ở cái phòng cũ nhá. Có cái con mặt cười nhá. Em đéo nhìn nó đâu. Ô con chó. Con chó ở đây nhá. Có tiếng con chó đây. Nó vừa mới đuổi tao đấy. Tao ôi em. Ủa nhiều bình chưa đập lắm này. Em choáng rồi. Nhưng phải có cái búa. Bình thì đúng rồi nhưng phải tìm cái búa thì mới đập được. Cái búa lấy đâu nhỉ? Cũng phải... Tao không cầm hai bình đập vào nhau. Mày hỏi ghê, mày hỏi tao đéo gì.
May con quá. Mắt là không nhìn được con chó thì quay lại nhìn nó sẽ đứng nó sẽ sợ đứng lại một chút. Là như nào? Stamina chạy. Tức là con chó là quay lại nhìn nó. Con mắt là không được nhìn. À cái ý là cái con mắt thì không được nhìn nó, cái con mắt đúng anh em chết là không được nhìn được con nó. Còn con chó thì quay lại nhìn nó là nó sẽ sợ đứng lại. Và đạp đã chết rất nhẹ nhàng. Ờ đúng rồi đấy, đúng rồi đấy, con chó đúng rồi, em ngồi nhìn một tí nó không đuổi. À, thôi mình nó... giữ stamina mình chạy. Nó có độ nó vẫn vào nó sực anh vãi đi luôn em. Cái này anh có nhìn nó đâu. Kéo chưa phát nào thì đây mà. Dừng mất mấy giây thôi. Đúng rồi, mất mấy giây đấy. Chỉ khựng một tí thôi. Kéo chưa phát nào đây em ơi. Tìm mật khẩu ở bức tranh à? Tìm mật khẩu ở một cái bức tranh. Chúng mày lo đi hồi sinh nhưng hết thời gian lại bị loại khỏi vòng chiến bây giờ thì. Ờ mà em chết hẳn rồi. Úi giời. Đây để tìm bức tranh ở đâu? Này đéo biết đường. Có mấy lìn. Ôi dồi ôi, Đạt chết trông khổ nằm sóng xoài. Anh xin. Ôi thằng Đạt chân được cả mắt với mũi người là cái gì đấy? Đấy. Trong người thằng Đạt có cả mắt mũi người ạ. Thằng này impostor rồi. Mẹ nó giết người chứ ai. Nó chính là con chó cắn chúng mày đấy. Thằng này impostor mà. Con người này của quán tơ của cái mũi của Vũ mẹ. Đéo yêu. Ờ, bức tranh ở đâu? Ôi. Mẹ sao con này nó cứ đi tuần ở đây thì chơi bời đéo gì? Ra phòng khác. Búa ở gần xác nhân viên mặc đồ bảo hộ màu vàng làm gì có với búa. Cái cửa hồi sinh ấy nó hé một tí sáng thôi à? Tôi cứ tưởng cửa sáng trưng. Thôi xong rồi. Chó này. Có cất. Ồ, có chân. Nhà là thêm cái chân người. Nhớ hiểu nhặt mấy cái đấy làm gì nhỉ? Để ghép vào, chắc là ghép vào xác hay như nào đấy đấy. Nhớ hiểu. Ghép xác thì tự nhiên xác đứng dậy cắn mình à? Thì tìm trong trong tủ để xem có búa. Đó thằng Đạt hồi sinh này. Anh hồi sinh chưa? Thằng Đạt nó biết chỗ hồi sinh hết mà. Hồi sinh rồi á. Nhớ hiểu, Vũ đang muốn hồi sinh ý. Thật, chắc cố tình. Tìm được đâu, khó mà lỡ. Mấy anh đi vào cái phòng chỉnh vật ra bóng đèn hình con ngựa sẽ có một cái tựa, có một cái trên tường trong cửa. Bóng đèn hình con ngựa? À có phải là cái chỗ kiểu cái bóng, chiếu bóng gì? Đúng rồi, chiếu bóng đúng không? Cái chỗ đèn vừa rồi mới vào ấy, chiếu lên tường ấy. Có cái gì? Có cái gì? Không biết, chắc là phát ở đấy thôi. Đúng rồi, có một cái phòng như thế là nó gần chỗ mà tất cả anh em đều chết ấy. Nó ngay ngồi lối rẽ bên cạnh như sao ấy. Trong này toàn... Anh còn lạc mẹ đường, để biết đường nào để chui ra khỏi những khu vực này đấy. Chúng ta vào đây để làm gì mới được chứ. Vào đây để đập cái này, vào đây để đập cái bình chứ làm gì. Tức là cái chỗ bóng, chỗ bóng chiều bóng. Đi ra đi. Chỗ chiều bóng có tua vít. Đường ra ở đâu đấy? Ui thôi xong rồi. Ui, ui. Đây này đường ra, đây đường ra đây các anh. Ui, xì xuống đấy. Đạt. Nó xì cái gì xuống đấy? Trước khi con này nó xuống đấy. Ủa? Ơ? Cái gì vỡ đấy? Vỡ bóng đèn. À anh em bảo là có một cái tường, có một cái cửa ẩn ở trên bức tường. Bước vào là sẽ có một cái đồng hồ trong con kéo tủ. Ủa rồi toàn các ông kéo. Xem từ cái lúc đéo nào mà nó phải theo thứ tự. Bây giờ phải theo thứ tự nhưng chứ mà, nhưng mà cái phòng chiếu bóng em thấy rồi, nó ngay gần cái chỗ mà tất cả anh em đều chết đấy. À, chỗ phòng chiếu bóng cái gì? Đúng rồi, ngay cạnh đấy thôi, cái lối ngay cạnh thôi. Đây. Có một cái lối bảy trọ chạy trước đi. À không phải chỗ này. Thế đâu? Từ anh kênh đứng đấy. Mắt quá, đéo biết người ta chạy hướng nào nữa. Đây đúng rồi, đây chạy đến chỗ xác, chạy đến chỗ xác. Chạy thêm một đoạn nữa rẽ phải, đây có một cái lối đây. Rẽ phải đây bạn, đây à? Đúng rồi. Đi vào. Đấy chiếu bóng ở trong này. Đúng rồi. À. Đây ở đây chắc con số đấy. Xem có cửa không? Có tờ giấy gì anh Dũng ơi, đọc lên này. Đâu?
Ai nghe bảo là chỉnh bóng ra hình con ngựa? Ờ, xoay 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 cái bóng đấy ra đây cho nó tạo hình con ngựa. Xoay được à? Ờ, xoay được đấy, xoay được đấy. Đấy, con ngựa đấy, gần được con ngựa rồi kìa. Đấy, 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 đấy. Đấy. Ngừng lên trên tí, ngừng lên trên tí. Xuống, xoay xuống, ra hình con ngựa mà có cửa. Được chưa? Mày phải xoay nó ra được cửa, ra đúng hình con ngựa thì nó mới ra cửa. Đấy, cửa ngựa đây có gì nữa? Cơ chế VL nhỉ? Cái này là giống kiểu Resident Evil 7 đi, 3 tỷ năm thì cơ chế đéo. Đấy, Dũng xoay đi. Thế mày đứng tránh ra. Đây là con chó mẹ rồi, đéo phải con ngựa rồi. Thằng này thì chỉ có xếp ta chó thôi chứ còn trong đầu nó thì làm gì có cái gì khác. Nhưng mà làm lại thoát ra. Cái mày hoài chân. Ấy kếp chứ sao. Ở đấy. Mấy thằng kia tránh ra thì gì được chứ. Cho người ta có cảm giác cũng thổi xong rồi. Chui chui chui. Yeah, có hai cái mà đạp làm gì mà cứ phải. Ra chỉnh đi chứ. Nó xịt, nó xịt xong đã. Biết nó xịt cái gì. Nó xịt gọi là nó trời nóng nó xịt hơi nước thôi. Nó nằm ngang cái gì ấy? Cái hình chỉnh con ngựa. Ờ phải cho ngựa nó phải nằm ngang chứ ngựa đéo nào lại ngựa kia là Thượng Mã Phong à? Ngựa kia là hí nhá. Đạt là ngựa nó đang cương lên. Còn mẹ. Nó đang cương lên. Đây, nó phải ngang ngang như này chứ. Ngựa của anh nó bị dù rồi. Dù cứt. Ngựa này là ngựa bị xìu. Ngựa là phải cương lên như kia là hí hí. Tránh con mẹ là bóng phải nhìn thấy cái đéo gì. Nó nằm ngang à? Đây, được chưa? Thế này không ngựa à, còn có thế nào? Cửa đây, cửa đây, đằng sau, cái này, cửa cửa đấy đó. Đấy cửa, đấy cửa cái tường đấy, cái cạnh đấy. Nghe có tiếng gì đấy. Đấy, đấy là cửa đấy, cửa đấy, cửa đấy, cái tường bên cạnh đấy. Đâu? Đây 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 đây, thấy bóng em không? Từ 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 cái đèn chiếu chạy đằng sau. Cái đèn. Làm đéo có cái cửa đèn, nào? Sau cái đèn. Thẳng sau cái đèn, thẳng sau. Làm cái gì đèn. Có cái gì? Có một lúc tường đây. Nhưng được. Mà có mở đâu? Không mở được à? Thì chắc tí nữa là cái cửa này. Hay là ngựa này nó phải thế nào vẫn chưa đúng rồi. Chưa được. Ngựa chưa được, chưa đúng. Đôi gì là nó cứ làm cái bóng cái bực thế nhỉ? Mình đứng che mẹ cái bóng đấy. Đứng ngang ra. Cửa chỗ con ngựa luôn à? À, cửa chỗ con ngựa luôn à? Không phải cửa chỗ. Thế là tờ phách lưu. Giáo viên chỉ ra đạt chỉnh đi. Đây tao chỉnh được hai chân trước thiếu đẹp. Thiếu cái đuôi như này, thiếu cái đuôi như này. Mày nhìn như cửa. Tại sao nó chỉnh được chứ? Ừ. Đấy, đấy, quá thôi. Gần được, gần chưa? Được. Không, không, không. Quay lại. Vẫn cái đuôi nó phải khép vào nhau. Đúng rồi, cái hai cái nó phải khép lại rồi. Rồi. Tránh ra xem nào, escape xem nào. Ôi, bị chân trước mẹ rồi. Cúi xuống. Anh chỉnh đi. Đấy, chỉnh đi. Chỉnh đi em cảnh giới cho, không lo đâu. Cảnh giới, ai cảnh giới chứ mày cảnh giới thì cũng loạn. Sao khó thế nhỉ? Làm nào? Chỉnh nó chuẩn vào. Okay. Quay ngược lại à, anh em mà quay ngược lại à? Đầu quay đầu ngựa con trái, đầu ngựa con trái. Rất đồng thời ở đây cả. Đầu phải bên trái à? À. Vẫn trái tóc chui tủ. Rồi anh em mèo hai chân nhá. Nó chích gờ bằng cái gì nhỉ? Khó thế nhở? Hai con ngựa phải quay mặt sang bên này. Ừ, đúng mẹ rồi, quay sang bên kia là xong. Xong mẹ rồi. Đấy, mở cửa đấy. Điều mẹ thì đúng rồi. Cửa đấy, có cái đồng hồ này. Đâu? Ra đây đi. Ông bảy trọ vẫn còn mẹ còn trốn trong đấy ạ. Đâu đồng hồ này? Đồng hồ này. Chỉnh mấy giờ? Mấy giờ? Chỉnh mấy giờ? Làm gì có kim mà chỉnh? Đâu, thử thử mở căng kéo xem có gì. Đó, có con tua vít để vặn mấy cái ở trên đấy rồi. Có cả băng cả quay lại kia luôn. Tua vít để vặn mấy cái trên trần nhá. Nhưng mà nó có cái tương tác interact này. Đây, 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 xem đây. Nào. Rồi, khóa lại cho con kia đéo xuống được. À hay quá, ui đúng không, khóa được này. Nhưng mà một lần cho cả cánh hay là nhiều lần? Cái này phải có kim gắn vào, chưa có kim không được. Thì chắc phải sau phải kiếm kim rồi. Ừ, cái này là phải sau. 2:30 nhá, ừ 2:30 phải có kim. Chưa có kim thì đéo được. À không, bây giờ ở đây có hai kim mà.
Đạt với cả tao mỗi anh em mình cởi ra xong rồi để cái nó chổng theo hai hướng ấy. Em là kim phút. Thế thằng nào làm kim ngắn? em là kim phút nhá. Thôi đi ra ngoài, bây giờ là tao có cái tua vít rồi, vặn ở trên trần xuống cứ chỗ nào mà nó gì là tao vặn luôn. Vậy thế tao có cái băng VHS, bây giờ quay về cái phòng mà có tivi. Thằng nào có nhớ đường về phòng tivi không? Có em nhớ đường phòng tivi này. Đằng sau. Ui đi bên lại cái con kia rồi. Đấy con con. Ôi trời ơi, về. Bị cái con kia nó gì chứ sao? Anh giúp chạy quanh xem có cửa sáng không? Cửa sáng à? Lấy tuner vít đây này, ở trên này có cái cần đóng này. Em đóng luôn rồi. Chó kia nhanh thế. Đâu, cửa sáng là cửa nào, chỗ nào? Anh cứ chạy quanh thôi, chạy. Đây chạy đây thì có phải cửa này không? Đúng rồi, mở ra là có cửa sáng. Bắt là bao nhiêu? Không phải. Biết thế lộn được. Bắt cái gì đi về cái chỗ ấy đi, cho cái tivi đang đứng chỗ tivi rồi này. Về tivi chạy cái băng đi, trong người tao có cái băng VHS đây. Đâu, đi trong người tao ý. Đi em tao chỉ anh đường. Đi thẳng. Anh thấy không? Đi xong đi đâu. Rồi chạy thẳng tiếp đường này. Tiếng tim. Phải đi đến. Được rồi, tiếng tim ở đây rồi. Đường nào thôi. Ôi, đây có chó rồi. Ôi. Anh nhìn nó, nó khựng lại đấy. Tiếng tim. Tiếng. Ôi xong rồi. Đâu cái phòng sáng ở đâu? Đi xem nào. Hunter rất tiếp theo con chó là gì nào? Chết rồi, gì quái đâu. Phòng sáng nó mỗi người một chỗ mà anh, kỳ mà. Nó hiện cái cửa mà hé ra có anh, có. Anh phải đi theo trái tim của mình. Ôi em thấy một đống xác này. Xác của nhà xác đấy, anh em phải đến tìm nhà xác ở đấy. Nhà xác cứt dưới xác của mình. Chỗ Hunter đấy. Không, xác này không một đống xác luôn. À, một đống xác anh nhìn nhớ chỗ rồi. Một đống xác là đắp chiếu đúng không? Đúng rồi. Nghe chỗ nào tim nó đập nhanh. Nghe chỗ nào tim nó càng đập nhanh là càng gần. Vấn đề là nó sẽ không có cửa hé. Băng chỉ để xem ai thiếu bộ phận nào. Giờ sẽ ghi lên một giấy nào đó kim chỉnh. Sao đây? Mù cái gì anh em? Cái cửa kia là cửa thang máy mà. Lúc đầu xuống đây mà. Có phải là cửa hé ra đéo đâu, anh em mình có gì đấy? Cái cửa thang máy mà. Bọn tôi đi xuống cái này có cái thang máy đấy đây. Cửa đéo gì? Tiếng tim đập đi đâu mất rồi? Ừ, có tiếng tim đập ấy nhưng mà xong lại mất. Cửa nó di chuyển à? Đo lốc. Ở đây có một cái cửa bị khóa. TV đây. Rồi, chỗ này. Chỗ này kêu rất to này. Tôi bị mẹ bệnh mù đường trong mấy con game này anh em ạ. Bây giờ tôi đéo biết là tôi phải quay lại chỗ đấy như đúng thế nào nữa. Thôi xong rồi, tôi lại đi vào chỗ này là phải vào lại mấy cung rồi. Đéo có lối ra. Mẹ, nó xấu cơ. Cẩn thận đèn đỏ nha, đèn đỏ là có biến à. À. Ok nghe. Đâu, làm gì có biến gì. Cái chỗ này nghe rất rõ nhưng hay là nó không phải ở tầng này? Hay là phải đi thang máy quẹt lên tầng trên. Anh tìm chỗ nào? Đi thang máy. Anh tìm phòng nào? Phòng sáng này. À, phòng sáng á. À, đây. Tìm ra rồi. Anh sống lại rồi. Đấy, đúng rồi. Thằng Đạt lúc nãy còn thằng Đạt đã nhặt cái VHS, cái băng VHS chưa? Em bị nó giết rồi. Anh ơi. Đấy anh Đạt ơi, anh giúp chạy thẳng. Thằng Đạt nó nhận mất cái băng viết đấy của anh rồi, bây anh giờ chạy thẳng, anh giúp chạy đằng sau đó, em dẫn anh ra chỗ anh Đạt đây. Đâu? Đằng sau. Quay về cái chỗ đây. Đấy đúng rồi. Chạy thẳng. Chạy thẳng hết dãy hành lang này. Chạy thẳng. Mẹ rồi, tôi đéo biết là tôi phải. Thằng Đạt nó sống lại rồi kìa. À anh Đạt sống lại rồi. Chả sống lại. Ôi nó trong kia Đạt ơi, nó trong cái. Thế nào? Trong cái đường đấy có cái mặt nó. Tổ sư đó.
Thế thì bây giờ đi đi nhà xác không anh? Bây giờ phải ra cái phòng có tivi, thằng Đạt đi ra phòng tivi đi. Phòng tivi thì quay lại đấy. Khó quá, mày đéo hiểu được ra đâu. Mày lại bị lạc ở trong cái phòng xạ rồi. Đéo hiểu Vũ đi mẹ. Ui dồi, tận phòng xạ. Ôi chết tôi rồi, quên lại mày đi. Mày đỏ, con mẹ. Ôi đi rồi. Điểm cái con mẹ đen thế. Chậm chân em... là chết chứ còn gì nữa. Đâu nhỉ? Điệt mẹ. Mẹ cái phòng xa đi ra kiểu gì vậy em? Vũ. Khổ. Vũ đéo hiểu. Mình anh ra để làm gì? Đâu bây giờ cái xác mà có cái va mà có cái vết ấy của mày đâu? Nó cứ giống nhau, tao đéo hiểu. Cầm VHS xong rồi chết, bây giờ đéo biết rồi, nó chết ở chỗ nào thì lấy lại luôn đi. Cho cái đèn đỏ. Đèn đỏ thay đổi mà, có giữ nguyên đâu. Ơ. Đây nha, từ đây nha. Mẹ nó còn cầm cả thu viết nhục chứ. Anh chết thì em phải cầm hết chứ không chả lẽ đi, anh em đến lúc mùa bổng thất thì mới tìm được nhau à? Sau lưng. À ở ngay đúng nhá. Em ở ngay đây. Đâu? Phải ngay. Đâu? Quay lại đây. Đâu? Nó làm cho. Mẹ chỗ này đèn đỏ vào chết à? Đây vào đây vào đây. Em nó chết này. Ui giời. Lại về đây với tôi. Lại con khốn nạn kia rồi. Bây giờ đi đây. Nhà nó chết rồi chưa? Từ từ tao quay về cái VHS đã. Ừ. Sao đừng nào anh em, tôi đứng từ cửa này, anh em chỉ cho tôi đâu đi được nào. Đây. Nhét cái khốn nạn vào đây. Rồi. Cửa đóng xạ đây. Có một đoạn băng nó hiện lên nhá. Đây là những người đi vào bên trong cái khu này nhá. Đến nơi thấy rất nhiều xác chết. Rồi. Có 9 xác chết tất cả. Đưa xác chết của họ vào bên trong một phòng rỗng. Đấy, nhà xác. Rồi, thì tư tưởng xem đã. Đấy, nhà xác đây là nhà xác. Một số cái xác thì được tìm thấy với cả những cái gì ấy. Xác số 02, Malcolm Fisher. Manu á? Bị mất một mắt. À đây rồi, đúng rồi, cái nhà xác là mình phải mang mắt đến nhét vào. À, thế là cái mắt của em ở chỗ đấy. Ờ, một thằng là Chad Johnson. Ô, Chad bảo chết à? Ồ. Thì bị mất tay. Bị mất ngón tay. Đèn đỏ là... Đèn đỏ là sao? Chỉ tôi biết được gì nào không. Một thằng thì bị mất răng. Răng đấy, em tìm được răng đấy. Được rồi, ok. Ở đây thì tao mới có chân này, mũi với mắt thôi. Còn nói linh tinh thì thấy đèn đỏ nhìn quái đâu. Tao chỉ thấy mỗi chân mỗi cái mắt thôi, là chứ đã làm gì có cái gì. Cái mắt hình như là rơi. Được rồi, dẫn anh đến chỗ nhà xác xem nào, nhà xác ở đâu. Đâu rồi, anh xuống nó đằng đây đúng không? Ừ. Rồi bây giờ anh đi đi đây. Thấy rồi, anh nhìn em rồi. Rồi đi thẳng đường này. Rồi. Đi thẳng đường này, đi thẳng. Thẳng. Rồi. Đi thẳng này. Rồi. Xong rồi anh đúng rồi anh sẽ đi thẳng. Rồi. Ra từ đây em nhìn. Quay lại chỗ đúng không? Quay lại. Rồi ok. Anh thấy cái tủ, anh nhớ cái đường đến cái chỗ cái tủ mà lúc nãy anh chạy vào rồi anh đặt xong cho kịp không? Tủ đéo thì có cái sắp xuống. Ôi mẹ tủ. Em giết anh nha. Ờ, bố mày đứng đây đấy, bắt bố mày đi. Đây đây, nó ở trong này em ơi. Đây đây. Vào đây đây. Tuổi gì nó bắt tao? À đây đúng là phải qua đây, để đi qua đây. Mẹ. Đây đường này đúng không? đường này đúng không? Đây đúng rồi, chỗ này. Em cứ đúng rồi, em dẫn anh đến đúng chỗ con đấy thì dẫn lại đi sao nào. Đèn đỏ là anh đâu? Anh đang ở cái chỗ anh không biết ở đâu. Anh còn nhớ cái tủ mà lúc mà nay anh làm bị đuổi anh nhảy vào kịp không? Ừ, thì sao? Đấy anh chạy về chỗ cái tủ cho em. Đấy em đang đứng chỗ này đây. Nhớ đéo được. Đây chắc đây đúng không? Chỗ đánh dấu gì đâm ra? À, không phải. Nó ngay gần cái tường trắng xóa ấy, cái tường mà kiểu nhìn xuyên được. Nó ngay đối diện cái tường đấy. Đúng rồi đây. Ở đây anh về đây rồi. Sao nữa? Đâu tường trắng xóa đây, tường mà nhìn trông nó đây. Sau lưng á, em thấy đâu? Ờ thế thằng này thằng nào? Để thằng đặt óc thằng nào. Đây. Đấy anh Đạt. Đấy anh chạy cái lối đối diện đấy. Anh thấy cái lối đối diện không?
đây thẳng chạy thẳng qua đúng rồi đây đúng rồi, bây giờ anh chạy thẳng cái cửa đấy, đúng không? Đúng rồi, à không, quay lại dễ trái đấy, không, sau đây sau đây, lối em đây, chạy đây rồi, đấy đi mò đây rồi. Xong sao? Nghe tiếng đi. À không, đây qua đi đây. Sao chứ? Đây dễ đường này, bên phải dễ đường này. Anh giờ đây. Đây anh giúp thấy không? Thấy em không? Đây chạy đây. Đấy chạy đây. Đây thấy. Chà chứ cái thằng mẹ nào. Đằng sau. Đây. Đây chỗ sáng đây, sáng bóng đây. Đây. Thấy không? Rồi. Đây. Từ để anh xem thằng này nó có cái đồ gì không đã. À không có gì. Rồi. Đây. Rồi. Đây dây trái. À dây phải. Đây. Thẳng rồi. Đúng rồi. Đây đúng không? Đấy thôi. Đấy đi thẳng rồi rẽ. Đấy. Không. À xác đây rồi. Ok rồi, nhà xác đây. Ôi giời mẹ đem chết thế. Ôi giời mẹ thế là hết rồi. Ra chỗ lại ơi, chạy thẳng vào đấy có mấy cái tủ mà. Xong rồi. Có một cái tủ trong ngoài này. Nhớ người nào mất bộ phận nào là đủ đó người. Ở đây hình như có nhiều bộ phận lắm này, có tận 3. Mẹ thằng này nó hồi sức lâu thế. Quái cửa trước kìa. Quái trắng ở đây đi. Cửa này cần khóa không mở được đâu. Rồi đều quên mẹ đường về nhà xác rồi. Mẹ mày đúng không? Mẹ mấy cái thằng kiểu mù đường này chắc chết mẹ mất. Chắc phải đường này rồi. Đèn đỏ nhá, trong này đèn đỏ nhá. Ôi lại cái con kia. Dãy bên này mới đúng. Đi cướm cái cửa để sống lại, tôi hết cơ hội sống rồi. Đấy là cái con đấy làm thế nào để qua được cái con đấy đấy? Con nào? Anh chạy thẳng cái vào con cái phòng đấy có một cái tủ đừng đấy. Đừng nhìn nó. Không nhìn nó gì. Nhưng mà đi qua nó được cái gì? Vâng, với cả anh trong đấy có một cái tủ mà anh chạy thẳng vào. Được rồi, quay mặt đi nhá. Bên trái. Ừ. Bên trái có một cái tủ trong cái phòng đấy. Trong phòng đấy có một cái tủ. Địch. Anh chạy đâu rồi? Anh đang tìm lại đường. Ôi đồ gì chết. Được, anh đúng đường mà, sợ chạy đấy. Nó giết anh rồi. Nó lại đang đúng đường mà. À. Trời bời đéo gì nữa, tôi reset đi cho nó nhanh. Reset nha. Khó quá, đéo nhớ đường phải đi với nhau. Mẹ thằng chút đạt nhớ hiểu con đi đâu, chơi bời đéo. Em đã tìm được cái tìm đập lần thứ 3 là đéo tìm được luôn. Đéo tìm được. Chết mẹ luôn. Lạ. Lần này chắc chắn qua. Bọn tôi hiểu cơ chế game rồi. Game mà phải tìm được, phải đau đầu ấy. Cái Linh đéo hiểu gì cả. Vũ đéo hiểu. Mẹ từ nãy giờ mẹ lạc phải đến 10 phút ở trong cái phòng này Radian. Đường dễ mà, nhớ rồi mà. Tí là nhớ ra ngay mà. Game này có thằng super idol gì đúng không anh? Có nhiều thằng lắm. Ôi cái gì đấy? Máy tính chứ cái gì? Sao tự nhiên lại sang màn gì đấy? Rồi dậy tìm đường đi nhanh lên. Lần này là phải qua nhá, nói nhiều đâu nhá. Ờ. Con cười không được chiếu đèn hả? Nếu hiểu Vũ cứ ú a ú ớ cái gì? Lúc nãy em có được xem cái đó, xem cái cắt cảnh đó đâu. À đây ra luôn chỗ cụ thao rồi. Mặt cười nó đứng thường xuất hiện chỗ tối với đừng bật đèn gặp nó. Ừ, không được bật đèn. Nhìn được nó quay đi mẹ rồi. Hồi sinh mẹ ngay ở cái phòng này ạ. Lên thang luôn đấy nhá, tao lên thang hết rồi đấy. Ờ, nhanh vậy, à đây rồi. Bị chọi rồi. Khi nào bị chọi đây. Vậy liền.
đường này. Thằng tơ muộn rồi em. Bên này em ở bên kia thì anh phải ở bên này chứ. Em nghĩ gì? Em lại định mình em à? Rồi bây giờ em sao em giải cho anh cái mật mã nhanh em, mình xuống còn lấy thêm đồ em ạ. Kệ mẹ hai thằng kia đi. Đây á. Đây. 6387. Nhanh em. Đi, Đông Dũng em tơ mày lút bằng sạch rồi. Đi. Ôi sai là, rồi. Là 6378. Nhanh không thằng Vũ nó đến em. Sai rồi. Từ là 6738. Ừ. Nhanh lên tới. Em chậm quá Hunter ạ. Chán mẹ chúng nó đến mẹ nó hết rồi còn đâu. Hey, giời Hunter ơi. Đâu. Cái ship nhiều quá. Ta lấy được cái kim đồng hồ nhá, ta lấy được cái kim đồng hồ nhá. Lấy được kim đồng hồ nhá. Sẽ có kim đồng hồ trong này à? Ừ. Có khi là lần trước anh em mình không chịu nhặt, không chịu tìm kỹ đây, cái kim đồng hồ ngay đây mà. Thế là đúng. Cũng có thể. Rồi bây giờ đi thôi. Con game khổ dâm này. Nó còn đéo có cái chấm tâm ở giữa màn hình để mà mình còn để xác định. Đây đường này, đây đúng rồi, đúng đường này. Đi chậm thôi nhá, anh em chờ nhau nha em. Chờ làm béo thì cút nhanh còn nhìn thấy chỗ mà còn chui vào thì còn định thế nào. Tìm phòng con ngựa đấy, trước đấy, à? Đấy, Hunter đấy. Đây, phòng TV ở đây nhá, phòng TV chỗ này này. Đấy, nhớ. Nhớ gì đéo được. Không còn gì đâu em. Không còn gì đâu. Không còn gì đâu. Châu chậm thì uống nước đục cho em. Được chưa các anh, bây giờ ra chỗ nhà xác đấy. À là đi lấy kìm. À lấy cái chỗ. Đi đến cái chỗ mà vặn cái chiếu bóng. Đúng rồi, tôi biết đã. Chiếu bóng ở đâu? Đây, chiếu bóng đây, đi thẳng. Cửa đây. Đây này, chỗ này là chỗ mà nó hay có mấy cái cửa sáng để mình hồi sinh lắm đấy này. Chỗ này này. Vâng, à ra vậy. Ấn vẽ cứ chìa khóa, con cửa này không phải, cần phải có chìa khóa đỏ, không phải. Đường này không phải là đường để ra chỗ chiếu bóng. À đây, nhưng mà em ở đây là có mấy. À đây, cái chân này có chân. Lấy này. Luôn đi. Lấy nhanh đi. Lấy nhanh vào. Em lên nhờ răng rồi nhá. Con mẹ. Anh lấy được 3 người nhá. Em lấy thuốc rồi nhá. Ồ, cách lấy cái chân chưa? Chân lấy rồi. Có chân đấy. Đi còn mẹ. Còn mẹ. Còn mẹ. Nhanh vào, kem chậm lắm. Hay quá, vào trong rồi. Nhanh vào. Mày quá. Chưa. Quay lại phòng TV đi. Cho đồ nhau được mà. Thế à? Đưa lóp xuống được mà. 9:45 nhá. Rồi. Thì tôi để nhét cái cuộn băng vào đây đã. Thực ra cuộn băng bây giờ cũng chả cần lắm đâu, nhưng mà tôi cứ nhét bởi vì mình cũng biết là nó phải thế nào rồi mà. Tao đi vậy như chung kinh em ơi, quay bàn lại đi em ơi, gì cần vậy. Đéo hiểu văn thơ trông vậy như kiểu bị con đéo nó nhập ý. Mặt hầm hừ. Đi ngược đèn vào phía mình ạ. Đặt nhìn gì đấy. Mặt đây, mặt chơi đồ. Lấy thì phải lấy nhanh luôn đi còn. Mặt chơi đồ. Ui, đây đỏ nhá. Ua, con mê. Hay quá, tí chết. Ui rồi. Vẫn đỏ lắm. Đấy, chuyển đèn đỏ một cái. Nhanh với đấy. Cho là cho nó nào. Gì? Phải xem clip để biết chỗ để tay chân vào đúng xác à?
Tôi chết thì có xem đéo đâu, tí phải về thằng nào về TV xem lại nhá. Ờ, thế mỗi lần nó ra một video khác nhau à? Ừ. Căng vậy. Quay phải xem đúng cả. Tên cơ. Xanh chưa? Không, nhưng mà cái con này là con tem cả tháng này luôn mà. À không, có cái tháng thả tháng 9 luôn chứ. Ngon mà. Tháng 9. Khó này à, là tốt. Tháng 9 ấy. Là ờ, thần trùng ra thì cũng không chơi được nhỉ. Tưởng là ra game là nghỉ luôn stream chứ. Đi à, ừ, đi luôn đi luôn đấy luôn mà, đi luôn. Đấy rồi, cái đường đi vào khu ấy đấy rồi. Vừa đường đi vào lên cái đỏ là thì đéo đâu. Tao tìm cái đường đi vào cái chỗ mà để ấy đâu nhá. Quay con ngựa rồi nhá. À, ở đây là có cốt này, có cốt nhưng mà này điểm gì? Ôi ôi, đỏ lắm anh em ạ. Này chắc sáng ngày rồi, chị Hằng rồi. Rồi, mở phòng ẩn xong. Ôi trời chết. Mẹ, cái con mặt cười nó đứng ngay trong cái phòng mẹ chiếu máy chiếu luôn ạ. Làm sao đi qua nó được? Con về được xong rồi. Đi. Con mặt cười có chính xác là không nhìn nó được không đấy? Đúng không? Không chiếu đèn vào nó. Không chiếu đèn gì? Thấy ổ khóa các anh ạ. Không nhìn luôn. Rồi chui. Được rồi, ok. Lắp vào đây. 9:45 đúng không? 9:45 đúng không? Chui ra khỏi tủ là nó không phải là nó đứng nguyên mà nó còn quay camera cho 360 độ để cho mình mẹ mất phương hướng. Ơ sao không quay được? À, đây đây. Sao không quay được kim? Mẹ nó chứ. À, chiếu. Tao không quay được kim. Không lại gần với nhìn nó hai lần cùng lúc à? Kiểu này là làm, thiếu kim á, có làm, kim làm. Kim giờ kim phút đây rồi mà. Rotation là bị sai này. Đấy, đáng nhẽ là đấy, thì phải nó quay luôn vòng. Vặn phía sau à? À, mẹ tổ sư lại còn thế này nữa. Cố đi giờ. Đéo có ai, đèn xanh mà, ra đi. Bây giờ không có tuôn vít được khó một quá nhỉ? Khóa chạy được. Chạy. Ờ, phòng Dũng có tuôn vít gì? Không, mà đi là khỏi tu vít anh. Vũ đi ở đấy. 9:45 đúng không em? 9:45. Có 9 nút tương đương 9 cái xác này. Xác nào có máu thì ấn nút đó à? À được. Vũ đi. À. Rồi ok rồi, ok rồi, 9:45 thông nhá. Nó đánh Vũ chết mẹ rồi. Đéo hiểu Vũ chơi kiểu gì luôn. Đéo hiểu. Tôi viết anh cầm nhá. Tôi viết ở trong phòng cái đồng hồ nó reng rồi, nhưng mà không biết nó reng xong mà cho mình cái gì thì không biết nhá. À đây, nó cho cái tờ giấy. 0073 em ơi, cái khóa mới là 0073 nhá. Đây, chỗ nhà xác. Chỗ nhà xác có một cái cốt, có cái tủ cốt đấy. Đấy đấy, cái tủ cốt là 0073 nhớ đấy. Cảm ơn em Chí Bảo. 073 đúng không? 073. Có cái vali nhớ lấy đồ lại à? Đấy, quên mẹ lấy đồ đó. Đâu nhỉ? Thằng nhân vật của tôi cứ đi một tí lại mệt anh em ạ. Thằng nào chả thế. Đấy là em chạy cho em đi đéo đâu. Vâng. Em vừa chạy vừa ấn cách ấy. Nó nhảy vâng. Đấy. Nó sẽ ấy, bắn đi ấy. Nó sẽ nhanh hơn. Nó sẽ tốt lực đâu. Tim đập nó nhẹ nhàng thế chả. Mày phải đi ra cái chỗ nó gần nó thì nó mới đập nhanh chứ. Còn mày đứng có ở chỗ không? Không gần thì nó sẽ không có tiếng gì chứ sao. Có tiếng nhưng mà nó đập nhẹ lắm. Ôi dồi ôi, mẹ thôi. Ý, tôi sắp chưa rồi. Đéo chặt đồ đây anh em ạ. Mẹ, mày kia là đứng kia chặt đồ đéo là được. Đi cái gì, con kia nó đứng chặn ngay đường kia kìa anh em. Đây rồi, 0073 đây rồi. Chú, anh đến cái phòng 0073 nhá. Đấy. Đấy, mở đi xem nào. Không, không. Ôi nhỉ. Không gì đây. 7. Vũ chết rồi à? Vũ đi tìm đọc đi. 0073 thôi. À rồi, được rồi, xong rồi. Cái gì rồi? Có cái gì trong đấy? Có cái kim cắt đây em ạ. Không biết là kim để cắt cái gì. Kim để đập vỡ đấy đây. Bình hoa.
điên. Kìm nó dùng để cắt chứ đéo ai dùng để đập bình hoa mới bị dở hơi. Nó dùng cái búa ấy, dùng kìm. Thằng Tơ đây này. Em vẫn dùng, sao? Có thể dùng kìm đập bình hoa được mà. Nói với mày nó em đéo. Cửa sáng đâu rồi? Mẹ. Đấy mẹ. Ra nhà tù đây anh em. Ôi cửa đỏ cực. Nó ca mẹ ở đây nhà tù gì? Ờ, vào inventory ấn information để dùng để cắt xích. Không biết là xích gì nhưng mà nó bảo dùng để cắt xích nhá. Lỗ nhĩ cắt xích nhá. Cũng giống nhỉ. Quái trưởng đèn đỏ. Kim của kim nó còn không những là để cắt xích đâu mà còn dùng để nhổ những bụi bụi nhỉ. Bình hoa là dùng cái búa trong nhà xác á. Ở bên đây vào tìm nhà xác đi Hunter. Em đi vào nhà xác tìm cái ra cái chỗ cửa đấy, ra cái chỗ cửa đấy. Em đi đến đấy đi, một mình đi đến đấy luôn đi. Lấy luôn búa đi. Em chạy vào đấy có thấy búa đâu? Ờ. Từ búa. Tim đập rất là nhanh dồn dập nhưng mà lại không có. Anh lấy cái bàn tay rồi nhá. Cái cửa nhưng mà. Lấy cái tay rồi nhá. Ok, hiện tại là anh đã có bàn tay với tay. Ngay là tầng dưới à? Không, nó ở tầng này thôi. Ôi chết rồi, nhấp nháy này là vỡ mồm rồi. Ông làm ma rồi mà còn sợ. Phải mà tôi mất phương hướng anh em ạ. Trong không gian. Ủa thì anh em trông đợi gì? Bốc phét đây thì tôi lạ gì, cố ý thì đéo sống lại chứ. Đang tìm Blur đây. Chỉ mình hoa biết là cái tủ nhà xác nhưng mà tủ đấy mở kiểu gì. Làm chưa có pass đâu, anh mở đâu anh em. Hay là phải nhét vào trong cái đống đám xác xong rồi nó mới mở cho mình cái tủ đấy. Vâng, hình như là thử. À đâu, nhét đống xác. Đấy, chỗ này là Hunter này. Ui ôi. Hunter. Rồi đi cũng sợ mấy trưởng ấy anh em. Đi một tí là nó bị sáng đâu không em. Nhà xác trong này thì Hunter này. Vâng, thấy rồi. Đây vấn đề. À đây trong chỗ nhà xác có một cái mà cần phải tua vít vào nhá. Mũi phải đây. Đừng ở nhà xác nữa. Đấy, nhà xác đây nghe. Cứ ra một tí là phải đợi cái kim của phải đợi cái tua vít của anh Dũng thôi. Tua vít làm gì? Ờ, tức là trong cái nhà xác đấy có một cái lỗ thông xuống. Ờ được rồi, đấy để rơi rồi em ơi, không đóng được đâu. Đóng được. Rơi rồi á, rơi không đóng được á. Nó rơi xuống đất rồi. Trong nhà xác có chỗ đấy thì đây để anh tìm ra đường ra nhà xác. Vâng em đang đứng chưa. Đây có thằng nào dẫn tao, có thằng nào vừa mở cái kia à, bảy. Trong nhà xác đóng rồi mà, làm gì có mở đâu. Đâu, cái đường ngay cạnh đường vào ấy. Đây, lỗ này rơi rồi, lỗ này rơi rồi, đóng. Thôi Hunter đi rồi, tìm chỗ đi em. Đây. Anh đéo tìm thấy cửa sáng nào nhỉ? Thằng bảy chỗ, đéo gì mà cứ đi đi. Anh chạy ra khỏi khu này, chạy ra khỏi khu này. Tao đi 10 năm nhưng mà tiếng đi cứ đập. Ô chó nhá. Anh chạy khỏi khu này đi, không chạy khỏi khu này là có đấy. Mấy em phải chạy khu này có. Tiếng rõ ràng là rất gần rồi. Càng đi lại càng xa. Rất khó chịu. Anh phải tìm cái chỗ nào nó có cái tiếng đập rồi anh thấy cái cửa nó hé 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 một tí 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 anh đi vào cửa. Vấn đề còn đeo thấy cửa ấy chứ. Có cửa đeo đâu. Đeo đeo. Bọn này dùng ánh sáng URP. Đâm ra là ánh sáng nó như cứt. Ra đây đây, hết chó rồi. Ra trái lên thôi, hết chó rồi. Chờ canh đồ à. Em ra đây, hết chó rồi. Có canh đồ ấy. Ra đi. Ra rồi đây, em hết chó rồi mà. Cực vẻ. Đèn trắng mà, làm gì có đèn xanh đâu. À, làm gì có đèn đỏ đâu. Hết chó rồi. Ra đi. Thì còn chó đâu. Đây em ra rồi em không thấy. Điên ai tâm này. Luôn. Ra không thấy. Cho đi rồi mà. Đi rồi. Đạt yêu cầu dẫn ngay con người yêu mình đi chỗ khác nhá. Ba vẩn. Hiểu hết rồi. Nó cam đây rồi. Chơi bẩn nó cam mẹ rồi. Anh giang dụ đi. Nên ai đi. Nê cứt. Tao cầm trong tay đống đồ đấy. Để ra nhà xác để con ghép đấy. Mày nhận được cái những cái đồ gì rồi? Chính xác.
phải 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 ra từ rồi. Rồi rồi rồi, ui còn mẹ vừa ra đã đèn đỏ rồi. Ơ thế quá, nó bây giờ cứ ra đèn đỏ vào lại đèn xanh anh em ạ. Bãi trưởng ra đi kiểu gì ăn xem. Hết rồi, hết chó rồi, đập thuốc để cho nó đỡ tiếng khổ. Ờ hết hết chó rồi, canh canh ra đi chó rồi. Đi đường đéo nào để ra chỗ nhà xác nhỉ. Canh bây giờ canh ra cái chỗ mà đúng ấy, nuôi mẹ em tất cả đều chết đấy mà có. Đây là chỗ đập lọ không? Không phải, đây là chỗ đập lọ. Nam tơ dẫn đường đây em ơi, anh đéo biết đường trong này đâu, để đéo trí nhớ kém lắm. Nhưng mà đâu có canh con đéo đâu mà chui vào đấy, thằng ta bị rồ à? Chúng có hiểu, thần hồn nát thần tính, phá vật vỡ cốc thì lên vỡ cứt đi nhanh lên. Phá là phòng xác à? Rồi rồi biết rồi rồi. Tôi nhớ. Rồi mày cho. Bơ canh quay lại cái chỗ mà tất cả đều chết. Đấy, mà bị con mắt qua nó hai lần. Tôi phải đi từ gì đấy. Đi vào đây để nó này. Ôi vãi chửa. Đi chưa? Đi rồi. Bố tiên sư. Để đỏ trong này Hunter nha. Đúng rồi. Đây, em đây. Nhà xác đâu? Đây, chạy thẳng đi. Sao chui đấy làm gì? Chạy thẳng đến chui đấy, gì áo ảo. Rồi, anh thấy chưa? Thấy cứt. Đây, nhà xác đây mà. Đây, thẳng. Mẹ, tí thì vỡ mồm. Ôi ơi, mẹ tôi xong tôi rồi. Cảnh quá. Tiến sư mày. Nó giết anh rồi. Đẩy chuột. Chết trước cửa nhà xác rồi. Anh giúp cuộc sống nữa. Hunter chỉ có chỉ đường đến chỗ quái chứ nhớ hiểu luôn đấy. Đâu chỗ này cũng quái mà anh. Lại khó thì đéo dẫn mình cũng chỉ đến chỗ quái là nhanh. Đúng rồi, chỉ đến nhà xác không đéo gì. Ủa, chỗ nhà xác đây. Thế à? Cứ mò vào là đi thằng này sợ lắm. Đéo nào bây giờ lại còn vậy, khí phun ra từ tường này. Nguy hiểm. Đâu, trông cái cửa sáng nó trông như nào anh ấy? Đéo hiểu vũ chơi kiểu gì luôn, tao vừa chết đã tìm được cửa sáng. Okay. Em và nhớ cho kỹ đó lên rồi bây giờ là em lấy được cái trong tủ này này, có cái búa để đập với cả một ít thuốc. Hay quá, búa để đập lọ hoa nhá. Giờ phải tìm được cái xác ở chỗ nào để lút lại đó. Đấy Hunter, em nhặt trong đó của anh có cái tu vít vào ấy chưa? Lấy búa rồi cái gì? Vâng, lấy búa. Nhặt được hết mấy cái, nhặt hết mấy cái bàn tay với lại mấy cái gì chưa? Tai mắt à, tai rồi là các thứ ở trong người anh đấy. Em nhặt chưa? Nhặt. À đi, sao phải lút hết chứ? Để đây nhưng mà cứ chạy qua đây đèn đỏ ấy. Sợ cái chửa. Ui. Sợ đéo gì em, cứ nhặt đi. Sợ đéo gì đâu. Cái gì đấy? Con nào đấy? Ma nữ à? Không hiểu. Anh đợi cái phòng đập nha Hunter nha, anh đợi phòng đập bình nhá. Phòng đập bình chỗ nào nhỉ? Phòng đập bình em phải quay về cái đoạn. À rồi em nhớ rồi. Phát đồ xác. Kỹ năng kém quá, tôi đéo biết đường phòng nào anh em ạ, nó giống nhau quá. Ơ chết ở đâu là hồi sinh ngay ở đấy à? Vâng đúng rồi, anh tìm được cái cửa sáng. Thế anh cứ tưởng nó hồi sinh ở chỗ nào thôi, anh bỏ chạy. Bảy trọ mà. Bỏ chạy nhanh mẹ, đéo để ý. Bạn về đây rồi. Ui. Hunter tìm đến phòng chưa? Tập hoa đi em, anh đang ở phòng tập hoa này. Vâng, từ ra. Phải xem đoạn băng mới biết tên mà nãy anh Dũng lại skip rồi. Skip gì, quay lại cái phòng đấy mà xem. Đấy, từ ra. Để em quay ra chỗ phòng đập lửa. Em cứ ghép bừa đi, dèo gì. Thôi xong rồi. Đạt đi rồi. Địt mẹ. Cho em tuổi gì? Xin cái tuổi. Đây em. Ôi trời ơi, Hunter trông cái dáng đi trông ấy. Đâu anh? Đấy. Thôi xong rồi. Hunter Vương Dũng đi rồi.
tìm ra được. Đây đầy tủ luôn. Anh em sống ngay nhở anh tơ nhở. Sống ngay. Chết luôn ra được. Tiếng tim đập này hình như là tiếng con quái sao ấy. Vũ, hiểu hiểu bây giờ vẫn cứ tiếng tim đập khổ. Rồi ra đây ngay. Càng gần con quái. Đây 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 đây. Ơ, bên kia đây đây đây. Đó, bên kia đâu. Đây đấy, đập hoa đi em. Đập chậu cấp hoa đi. Giống sắp đi thế đi rồi. Rồi, có gì? Có chìa khóa đỏ đấy. Đấy, để mở cái phòng đỏ đấy. Cửa cuối cùng ấy. Tớ trốn làm gì, có con nào đâu. Dạ. Làm gì có con gì, em biết sao đấy. Đó, sẽ đi đập nốt mấy cái lọ hoa. Đập tiếp đi em. Chó ngoài ngoài. Có chìa khóa đỏ rồi, không cần về đâu. Có chó ngay cạnh nhá. Chui lại vào cái tủ cũ em, chui vào cái tủ cũ. Em chui rồi, em chui rồi, em chui ngay cái tủ mới rồi. Tốt. Mình lại về cái phòng này thôi. Cái con đéo gì nó cứ đuổi em ấy, sợ với lìn. Đạt. Tôi không biết là cái vai trò thằng Đạt trong cái trò là nó làm cái gì luôn. Điện là em thu hút địch bao nhiêu ấy. Thu hút địch cứt. Anh không bị nó đuổi là nhớ em nên nó toàn dí em, nó toàn cái em này. Thế là không phải đập vào lọ hoa nữa anh nữa Hunter ơi. Nhưng mà có nhiều lọ hoa mà cứ đập hết. Đập đúng ra cái chìa, nó chỉ có đúng nhất là cái chìa khóa ấy thôi. Cái này là số em là bố của hết luôn đấy. Chọc phát là đỏ luôn đấy, kinh đấy. Rồi. Đến ngày luôn. Rồi giờ đi ra cái chỗ cái cửa đỏ đi. Anh đến phòng lọ rồi đi làm nữa. Ok, cửa đỏ. Đến phòng lọ làm đéo đi, quay về đi còn. Cửa đỏ à? À cửa đỏ thì bây giờ trước tiên là phải quay về cái chỗ kia đã. Em có nhớ cái đường. Con mẹ. Có chó ngay chỗ em. Con mẹ, con chó nó đứng đây này. Con chó đuổi nó đi kiểu gì? Hả? Con chó đuổi nó đi kiểu gì này? Người khác dụ nó đi. Em gọi đúng tên nó. gọi tên nó 3 lần. Ừ. Đạt. Đạt. Con mẹ. Đạt. Đấy, nên là nó mà trả lời thì nó sẽ bị hút vào. Rồi anh đi ra ngoài cái phòng hoa rồi nhá, đi ra đến cái chỗ cửa đỏ đi Hunter ơi. Em có nhớ đường chỗ cửa đỏ không? Cửa đỏ em nhớ, còn nhớ. Ờ thì đi. Ờ từ đó. Uống cái gì đây? Khiếp, trông cái dáng đi của Hunter trông. Trước mặt tôi. Đấy bảy chỗ, cần mẹ bảy chỗ đứng. Đâu? Đường nào? Rồi đi. Đâu? Đấy, okay. Từ ra, em đi. Đi. Nói chung là nó ở ngoài khu này. Ờ. Đây. Ờ, đã phải. Cái vũ kia. Chạy đi trước mở đường xem có khói không? Có, đèn đỏ mà. À đây, có cái thằng nào chết ở đây này. Đèn đỏ ở đây nhá, đèn đỏ ở chỗ em chết đấy. Đấy, đây chỗ đây đấy, đèn đỏ đấy đấy. Đâu cửa đỏ đây. Đâu à, ui trời. Đây không phải, đây là cái chỗ. À thế quay lại vào đây xem lại cái tivi. À đây cửa được. À, em đóng đây lại Hunter ơi. Vào đây đóng cái này lại. Rồi. Vào trong này. Đóng cái cửa trên này lại cho anh cái. Đóng đi về trong người Hunter chân đi hai hàng khệ nệ. Ờ em có đây nhá. Camen salad nhá. Đầu tiên là con Camen salad. Con này không có răng. Thứ hai là con Lena. Con Lena. Con này là thiếu ngón tay. Nông dân xem bằng mát không anh em? Thứ ba là thằng Nilo. Sao thằng này trông giống Ronaldinho nhỉ? Mất tay. Rồi các phải nhớ đấy. Rồi có ba điều đấy thôi. Là răng. Răng, ngón tay và tay. Thôi xong rồi. Em cầm tay nhá, ngón tay nhá. Tí là sẽ phải để tự. Tao cầm chìa khóa đỏ. Anh em đâu rồi? Nhầm đường. Thế là đường nào? Cửa đỏ đâu? Từ từ vào đây lấy đồ em ạ. À. Đây, đường này. Nhìn vô mắt con chó không bị đuổi á.
có cái cứt. Áo vàng, áo vàng. Đây đi. Nghe có tiếng gì rơi rơi vỡ. Không phải lại quay ở phòng tivi rồi. Đóng cái kia lại em ơi, đóng cái cắm đóng cái kia lại. Em không có tôi viết, không có tôi viết. Nó đi, thì cái xác quay của tôi viết rồi. Ông giặt rồi. Xác quay ở đâu nhỉ? Đây là xác thằng PAV. Mẹ. Thôi xong rồi. Đó, vào tủ cách ấy. Còn em. Tầm này gì mình còn phải xuống tủ đấy làm sao đấy. Trình mình bây giờ nó ngoại hạng rồi. Đạt đi rồi. Thôi xong rồi. Đạt nó quay chưa đi cửa. Đạt chưa đi kìa. Thì em giờ được. Không có thằng Đạt chứ. Đạt trốn sau cửa thì thoát. Kinh lắm. Em có cổ răng nhá. Em cầm cả răng nhá. Ờ à, được rồi, như vậy là mày có tay có răng rồi đúng không? Thiếu ngón tay đúng không? Thiếu cái chân à? Em có tay với lại răng rồi. À thế thiếu tay. Ừ lúc nãy của tao thiếu tay rồi đấy. Ê cái tìm cái xác của anh đi các em ơi. Mẹ nó chứ. Sao anh dùng chỗ nào nhỉ? Anh chết ở cái chỗ là anh chỉ nhớ là anh. Anh nhớ là lần đấy là đi vào em dẫn anh vào cái chỗ cái phòng nhà xác. Thế là gặp con kia. À thế anh chết ngay trước cổng chứ sao? Ừ, từ nhà xác chạy ra một đoạn. Thắt đâu? Bây giờ phải quay lại chỗ nhà xác đi đã. Anh Vũ chết rồi, chết thì là chết thôi. Chẳng qua không có, em không thấy nổi. Có ba lô nào ở chỗ trước cửa nhà xác cả. Không, không phải trước cửa nhà xác mà là chạy một đoạn gần nhà xác. Tí nữa đằng nào chẳng phải đi về nhà xác, tí nữa tính. Ờ. Nhưng mà trong đấy cứ đi về luôn đấy. Trong người ta có cái tai luôn mà vào nhà xác luôn mà. Thế à, thế đi vào nhà xác luôn. Vấn đề bây giờ là chìa khóa đỏ. Chìa khóa đỏ tao cầm rồi. Thì cứ vào nhà xác trước đi. Cho em đứng đây. Đi đường nào? Bây giờ canh quay lại cái chỗ mà lúc nãy thấy con mắt không? Chỗ mà thấy con mắt rồi chết cả lũ đấy. Ủa lang đấy. Đây em đứng chơi. Đây. Đấy, nhà xác đây, đường nhà xác đây. Ừ. Đây chạy thẳng hướng em nhìn. Lần trước là anh lần trước là vào đây thì bị nó đuổi đấy, đúng chạy không? Chạy thẳng hướng em nhìn dây trái. Ôi lại cái gì đây? Đi chưa? Nhưng không hiểu sao chó nó cắn mỗi mình ạ. À. Con mất dậy. Tỏ lòm nhá. Có máu mà. Tỏ lòm à. Em thì được búa này. Búa làm cái gì bây giờ nữa? Đéo hiểu, đập lọ hoa xong rồi. Trong người anh là còn có cả cái kìm ấy nhá. Quan trọng phết đấy. Bao nhiêu đồ quan trọng trong người anh chứ không có máu rồi. Mình chắc mình chết chỗ đéo nào nhỉ? Anh chết ở chỗ đường vào nhà xác cơ mà. Ôi ôi! Anh mở cửa đỏ rồi nhá! Cửa đỏ anh mở cả? Ờ đéo phải. Chui bẹ phòng này, ờ. Bố chui bẹ phòng ẩn, ờ. À hay. Làm đéo nhau. Ờ hay. Mà phòng ẩn không bị sao à? Ừ. Sao ở ngoài đèn đỏ liên tục ấy nhỉ? Không phải anh mở cửa đỏ em ạ, lúc nãy là cái cửa khác. Chó Đạt. Trốn từ đây mẹ vất dậy thật. Ném một cái bình máu đi tao đi lên. Cửa đỏ. Ném cái bình máu. Nào. Cẩn vào nhà xác trước đi. Đi cái bình máu đâu? Muốn vào nhà xác phải tìm được cái xác tao. Mẹ lần đấy mình lại chạy nhanh quá. Xanh xuống đi rồi, xanh xuống đi rồi. Đâu? Nhà xác đi. Đằng sau nhá, cửa. Đây bên anh vào nhà xác cơ mà. Đâu. Đây. Cẩn thận tối có mặt cười đấy, cẩn thận có mặt cười nhá. Đừng tay này pin đi. Đóng cửa nhá. Mặt cười sau. Đúng đâu? Ủa? Tao đây. Đi bên này. Đâu? Đi bên này. Có mặt cười kìa. Có mặt cười. Mặt cười trong này à? Ừ. Đây chưa? À đây là cái vali của thằng đéo đây. À đây của tao đây rồi. Có lẽ đây rồi, vali của tao đây rồi. Khốn nạn. Đóng chưa? Vào nhà xác đi. Ờ vào nhà xác đi. Anh la mà có mặt cười được đấy. Anh có cái tai nhá. Đi vào nhà xác đi. Đấy đi đường nào. Đấy, quay lại đây. Đấy rồi, anh rồi. Đây. Rồi. Bây giờ các em có nhớ lúc nãy là thứ tự. Kìm không, canh ấy. Có anh có kìm đâu. Đóng chỗ này lại.
đéo được, nó phá mẹ rồi, đéo anh nữa. Thế phải nhanh thôi. Thế tìm ra tên thằng nào. Anh có nhớ không? Nhớ đéo được, bây giờ nhớ anh em trên kênh thôi. Anh em có nhớ không anh em ơi? Thằng này là Kamen Salad này. Mà Kamen Salad là... Đó phải. Nilo là ngón tay nhá. Nilo là ngón tay. Lena là cái gì? Lena là cái gì? Cháu có Lena đâu. Có Lena. Răng Raynon, Salad, Raynon. Salad. Từ từ đã, bây giờ tìm tao thằng Salad. Em tìm được đây nó rồi, đây nó là gì? Cứ tìm được tao thằng Salad đi đã. Salad là cái răng. À Salad là cái mồm. Salad là mồm, đấy. Lena là răng là thì đéo nào mồm với răng là một mà, đéo hiểu không nói cái đéo gì vậy. Lena là gì? Lena là gì? Lena ngón tay. Đâu Lena đâu? Đâu em tìm rồi. Lena đâu, nhanh mẹ đâu lên. Lena đây, Lena đây, Lena. Em để ngón tay rồi. Salad á? Salad tìm không thấy nhỉ? Salad là răng. Đấy, tìm salad đi. Đấy, salad đây rồi. Đấy, nhét răng vào. Thế còn thằng nào nữa? Salad. Còn là... cái tai. Ronaldinho. Còn cái tai là thằng Nilo. Nilo đây, cho em đứng. Đâu, đây gì? Được rồi, cho đây, cái tai vào. Salad tưởng là bên Nilo. Rồi. Ui, nó ra. Cái gì? Chắc là vừa mới mở được rồi đấy. Cái chỗ cái tivi ấy. Vỡ rồi. À chào, đi thôi. Đứa nào? Cái kính chắc là cả đứng cho tivi hay gì nữa. Đúng không? Ôi hiểu đoán như... Cửa gì đấy? Cái kính ấy chẳng, anh không nhớ cái kính cần cho tivi à? Đèn đỏ đấy. Nhưng mà sao nó vỡ đến tận đây được, thế còn cái cửa đỏ nữa, chứ anh em mình tìm được cái chỗ nào? Không biết, chỗ này là chỗ phòng... Ôi, phòng chiếu bóng rồi. Mà nó vỡ là vỡ ở đâu nhỉ? Chắc là vỡ cái kính đấy mới to thế thôi. Đấy rồi. Chờ có gì, trốn đéo gì, có cái gì. Đéo hiểu với mấy cái thằng gì. Thần hồn nát thần tính. Nghỉ cho nó đỡ mệt đã. Mệt cứ nghỉ, nó mệt đã. Calm down. À, calm down à. Rồi, khỏe đấy. Cửa kính to vỡ gì. Bây giờ phải mò lại về được cái đường mà. À, đúng rồi, chỗ cửa kính to rồi. Em nhớ được chưa? Cái chỗ tivi đấy. Chỗ gần tivi đấy. Chỗ tivi. Em có nhớ không? Đây là chỗ đập hoa rồi. Sao đi rồi này. Nó ở trong kia cơ. Hunter là chính ra là thẩm dũng ít đấy. Ai lại không nhớ đâu, anh chỉ nhớ cái chỗ cần tivi thôi. Ui con mẹ lại. Tắt thì pin là được, đi lùi. Ơ đi con mẹ em đi. Đèn pin đi lùi này. Đèn pin. Mẹ đồng, tổ đấy. Đồng chí Đạt đã hy sinh. Đứa nào bảo đi lùi vào đây. Đi lùi. Mẹ. Sao khó nhìn nè. Này mẹ, dễ lạc vừa lờ. Đã có chết đéo đâu, kêu loạn lên. Chiếc G nó tắt mẹ cái phòng. Thằng tôi chết à? Cứ tưởng là tôi đéo tìm ra. Thế sao có thằng nào chết đâu? Em có chết đâu. Thằng đã kêu loạn lên. Em có chết đâu. Đạt chết đéo đâu mà. Sao nó hồi sinh nhanh thế? Đạt chết. Người ta củ nghệ nó khác chứ lại chết là người ta hồi sinh luôn đi. Như chưa hề có chia ly chứ. Chết đi. Đây rồi. Đây cái đường ở đây rồi em ơi. Đây nó vỡ đây này. Đấy. Ủa, cái chỗ này chính là chỗ vỡ đây này. Chắc chắn luôn. Ừ đường đấy chính là chỗ vỡ. Nó vỡ rồi đấy. Ờ đây có cái cần gạt này. Cần gạt gì này. Đi chỗ nào. Ở trên tường đằng này có cái cần gạt này. Mày gạt chưa đấy hả Đạt? Gạt hết rồi đấy. Đây bên này nữa, bên dưới này có. Sao mày gạt xuống gạt lên chứ? Gạt lên. Multi level on the zone gì đấy, bất only gì đây này. Có rất nhiều tầng ở trong khu này. Có cửa lại anh Dũng ơi. Nhưng chỉ có 3 cái gì từ từ đã. Nhưng chỉ có 3 cái có thể ấn lên cùng lúc. À tức là ở đây có rất nhiều cái này nhưng mà chỉ có 3 cái có thể đẩy lên thôi. 3 cái cầu ra có thể đẩy lên được. Đây 3 cái đẩy lên rồi đấy. Thiếu một cái đi ra tìm đi. Gạt đây, một cái đây, lên đây, là mở cửa này luôn. Đây. Anh Dũng ơi đi ra thì mới phải. Ôi đi cái con mẹ. Đi ra đi em ơi, ở trong đây chết đấy. Đi ra đâu anh? Đéo đi đâu bây giờ. Mình đã quay đi rồi cơ mà.
À đấy có một cái cần gạt nữa này. Gạt đi. Không gạt được, bữa nay em không được. Gạt gạt lên cơ mà. Em bữa nay em không được này, hay là chỗ à nó chưa sáng đèn, chưa sáng đèn. Em đang ở đâu đấy? Em đang ở ngay gần cái chỗ mà bảy mà... trọ có cái búa to kinh phết nhở. Cái chỗ mà có một cái mày... ống nhưng mà có một cái nắp ở trên đấy, nhưng mà nó bị rơi xuống hẳn đấy. Đấy. Đây, 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 đi đường này em, đi đường này, đi đường này. Đây, đây, có hai cái gạt đây này, gạt đây, bên này. Bên này, bên này, bên này. Đâu? Đi ra ngoài anh mà, đây, 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 cho anh đây này. Đây, có hai cái đây này. Okay. Đâu, xuống anh đâu? Anh đâu? Đây, 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 đây. Thấy không? Thấy không? Nhìn thấy bóng không? À, trong này đều có bóng em ạ. Đồ bỏ mẹ, đéo tìm được cửa rồi. Đây, ngoài, ngay ngoài cửa vào ấy, ngay ngoài cửa vào. Ok, Hunter chết rồi kìa. Chết rồi, em chết rồi. Đấy, đấy. Okay. Không đến gần con đấy. Trong này là có cái con cười nhá. À đây cái cửa này rồi. Ờ đúng rồi, thế thì còn một cái gạt nữa. Nhưng cái gạt thì chưa sáng đèn. Phải tìm được đủ cái gạt thì mới được. Ủa đây chung này còn hai cái gạt chưa sáng đèn đấy. Từ từ bây giờ là muốn gạt hai cái đấy là phải gạt xuống một cái nào khác. Cùng lúc chỉ gạt được ba cái thôi. Gạt xuống một cái nào đấy không đúng. Nhưng mà ở kia nó có hai cái sáng là đúng rồi mà. Đấu một cái đỏ. Bây giờ anh gạt một cái. Đây tôi gạt một cái rồi. Hunter thử ra. Anh rút lùi đằng sau này. Cái khác đây. Đây đây có một cái lối này nữa anh rút. Gạt chưa? Có một cái lối này, lối đi thẳng. Đằng sau. Đâu? Chỗ này có một cái anh quay về cái chỗ đây. Đấy đi thẳng. Sao? Lùi lại. Đây. Đấy đúng có một cái lối. Đấy đúng rồi, có một cái gạt đấy. Ờ đúng rồi. Không được. Cái anh phải gạt được. Một cái xanh xuống đã. Thế tao vừa mới gạt xuống thì lại bảo nó gạt lên. Cái đấy thì nó mới chuyển thành màu đỏ có nghĩa là không đúng. Phải chuyển gạt cái khác đi. Rồi đây. Quay lại xem được chưa? Đúng chưa? Cái đấy không phải, cái đấy không phải rồi vẫn là còn một đỏ. Mày. Gạt cái anh đang chiếu đèn lên không được à? Từ đấy có cái con mặt ở này không ra gạt được. Có cái con chó mặt nó ở đấy. Thế thì nó chỉ có một trong hai cái ở trên chỗ này thôi. Cái con chó mặt kia nó cứ đứng đấy thì làm sao mà chơi? Để có một người vào dụ thôi. Làm gì con thằng nào chết mẹ hết rồi còn đâu. Sấm chớp đi đùng nhỉ. Mưa to nhỉ. Mưa to mà. Bật đèn lên dụ, bật lên chết mẹ luôn. Ồ nó đi rồi. Từ từ để em vào trong game check xem nào. Bây giờ phải gạt một cái xuống. Gạt chưa? Gạt một cái xuống chưa? Gạt một cái xuống. Ờ cái này không phải rồi, gạt lại cái kia rồi, mặt lên đi. Rồi ok, còn cái này có ảnh hưởng không nhá? Tự nhá, đây cái này có mấy ảnh hưởng không? Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Thế không phải cái này rồi, tốt. Đây, đứng nhìn nhá, phải không? Không, ok. Phải không? Đó, ok rồi. Tốt. Mở cửa rồi, nhanh. Cái đi. Tí nữa thì mẹ. Tí nữa thì coi như là ị đùn trước cửa nhà vệ sinh. Đâu rồi? Có con gì đấy? Con mắt à? Ừ, cái con mồm cười. Đúng rồi, chạy thẳng cửa này có mấy cái tủ á. Ờ mà sao mấy đứa kia không đi hồi sinh đi? Đéo tìm được đường này. Tìm cũng được luôn. Rồi con chó cút rồi. À đây có... Ồ có... À đây! Nhặt cái bộ quần áo này vào là mình sẽ không bị phóng xạ nữa. Ở đây bình phóng xạ đây. Bình phóng xạ đây. Ôi ôi khổ. Thế là còn bây giờ có mỗi việc là đi qua cái chỗ kia đúng không? Bây giờ chúng mày cố gắng sống lại rồi mò lại vào đây đi. Dạ vâng. Đi tìm chỗ sống lại đi, tao đợi anh đợi trong này. Phóng xạ, máu phóng xạ. Phải ra ngoài khu này cơ, ở trong khu này thì không có tim đập đâu. Có tim mẹ lại vào thôi. À, mặc ở đấy, ừ. Kinh phết nhở. Cơ chế con này là... Đây, đo phóng xạ. Nó sẽ có những cái khu vực có nhiều phóng xạ. Đo. Mẹ. Máy đo phóng xạ. Tôi chế con này là đi đến gần, bắt đầu đèn nó mới sáng lên. Tôi mới biết là sáng trắng hay sáng đỏ.
tôi chết rồi, tôi lại lắc đường mẹ luôn. Bịt mặt. Ơ, mẹ con này có Covid 6 mới kinh chứ. Bình đấy, bình tí nữa để xịt. À đấy, cửa cửa rồi. Bình tí nữa để xịt cái chỗ... quá. Lão lấy hai bình oxy. Đéo hiểu ở đâu hai lấy hai bình oxy. Vu oan giáo họa rất nhanh. Rồi. Nhặt đi em, nhặt hết đi. Bật đèn thoải mái. Ông Dũng cầm cái kìm quan trọng đấy, kìm để làm gì? Rồi. Không biết, ta chỉ biết tao cầm cái kìm thôi. Tua vít, kìm, búa, chìa khóa đỏ. Em có cái búa này. Cảm ơn em Phan Anh Dũng. Thế cái cửa đỏ lúc nãy lúc đầu vào mình tìm được đến luôn mà nhở? Nó nằm ở cái chỗ nào nhở? Vừa to vừa lờ anh em ạ. Cay cái chỗ đấy đéo chịu được. Cái cửa đỏ là chắc chắn là chỉ có cái khu trước rồi đấy. Mở cái cửa đỏ ra là sẽ có cái đồ gì đấy. Ừ đéo hiểu. Hunter mặc đồ vào em ơi. Bật inventory lên xong y vào. Ấy vừa lờ ạ. Ấy là trông kinh quá nhở. Cần cái kìm à? Trông kinh đấy. Khá. Thế anh em bảo cửa cuối là cần cái kìm để cắt. Yeah. Thế còn cái cửa đỏ nó có cái gì? Đâu biết. Cửa đỏ có gì anh em? Tìm nhanh lên bọn tao đợi đây này. Dọn dẹp hết ô nhiễm phóng xạ thì cửa mở à? Ở chỗ có nhiều đường gần nhà xác. À, chỗ có nhiều đường gần nhà xác Hunter ạ, anh em mình quậy đấy đi. Được rồi, em nhớ rồi. Quay quậy đấy tìm cái cửa đỏ. Đạt chết hẳn rồi à? Thằng đấy chắc lại đang đi đớp cái đéo gì. Có đồ anh Đạt đấy không anh? Thằng em chỉ có đồ gì. Đi đi đi. Cẩn thận con hút bóng cười nhá. Rồi cửa đấy đừng đừng nhìn nó. Đi đi, có gì đâu. Không phải cửa đấy, đường bên này mà. Phải đi đường này, phải đi qua đường này. Ôi địch cẩn. Ơ kìa. Chết rồi. Ơ. Anh có thấy con bóng cười đéo đâu mà. Em thì thấy, em thấy. Hình như là mỗi người nhìn thấy thôi. Thế là phải... Bóng cười trong mỗi thế là Hunter phải quay lại đây để lấy bộ đồ ấy nhá. Xong gì rồi. Đấy? Một tiếng... Ờ Hunter hồi sinh lại ngay chỗ đấy mà, đúng rồi, cố gắng hồi sinh của chị ngay đấy, nhặt vâng. Luôn cái đấy luôn. Vâng, vâng. Từ từ, chống ngực đập kinh lắm. Tiếng này là tiếng chân con kia chứ không phải chống ngực. Cái này không phải tiếng tim đập à? Ừ. Máy đi, ui dồi. Từ nãy giờ mình cứ đi theo tiếng này. Nó hiểu phân biệt chứ. Ôi. Nghe tiếng chân đéo đâu. Nghe thấy nhỉ? Không nghe tiếng tim luôn anh em ạ. Thằng nào cứ đứng ở đây làm gì? Ôi! Hình như trong này là mỗi khu là có một con quái sao? Con lại chó chuyên môn ở cái khu ngoài này. Đây, cửa sáng ngoài đây. Ừ, phải uống thuốc thật. Anh Dũng đi xa chưa? Hả? Anh đi ra ngoài rồi. Anh đi ra ngoài cái khu mà có mấy có nhiều cái có nhiều cái tủ rồi. Tôi chưa biết là tôi mặc. Ui con mẹ lại có gặp con đấy ngay trước mặt luôn. Hắn tớ lại sống lại chết. Khổ em tôi. Đây là cái chỗ ấy, nhớ phải.
Hunter nó nhớ đường thôi, nó quay tay ít khổ. Không hiểu bọn tôi thì vậy mà. Lúc nãy thì đi gặp cái cửa đỏ suốt ngày, bây giờ đéo có thấy đâu luôn. Hay là thằng làm game nó cố tình nó khóa mẹ cái cửa đỏ lại rồi. Đéo hiểu. Làm người ai làm thế. Em còn đéo gặp cái cửa đỏ lúc nào rồi. Anh thấy anh em chỉ là ở gần nhà xác, em quên mẹ mất nhà xác đường nào rồi. Cái cửa đỏ gần nhà xác á. À đây thôi, nhà xác ở ngay đây đó. Tìm được chỗ nhà xác chưa? Chỉ tao được cái chỗ nhà xác cái. Anh Dũng đằng đâu? Cái chỗ nhà xác là... Anh cũng yêu biết anh đang ở cái chỗ yêu nào luôn. À đây đây đây, đường nhà xác, anh ở chỗ đường nhà xác đây. Thấy chưa? Đâu, cửa đỏ đâu? Cửa đỏ bên nào nhỉ? Đây bể chuồn đấy. Nhà xác là nó một cái chỗ mà nó chạy thẳng một lèo đấy. Không, nhưng mà em nhớ là cái chỗ kia. Cái cửa đỏ chó chết đây rồi. Đâu? Anh tìm đâu đấy? Chỗ nhà xác. Mở rồi em ơi, mở rồi. Ừ, cái đường nhà xác ấy có một cái chỗ phải lặn lui vào trong. Anh vừa tìm, anh vừa mở. Và trong này nó có rất nhiều bức tranh nhá. Có rất nhiều bức tranh, nhưng mình phải soi cái gì đấy để vào đây để xem được tranh này có mật mã hay cái gì đấy chăng. Đéo thấy cái đường nào đến nhà xác cả. À, đéo thấy đường nào đến cửa đỏ cả. À đúng rồi, thế rồi. Đâu, dẫn anh đi em ơi. Đâu anh rồi, anh Vũ đâu? Anh quay lại cái xác của anh bắt đầu đây. Đây. Còn ở đây lại đó. Có một cái khóa yêu cầu pass nhá. Nó có bao gồm đó. Có những chữ cái nhá. Anh đang cạnh ơi. Đây, đi đường này. Đấy, đi đường này thôi. Bao gồm những chữ cái em ơi. Ở đây có những cái chữ cái. Mẹ khó thế. Đèn trong này đỏ lắm nhá. Bức tranh giống nhau quá nhỉ. Khác nhau tí. Cái đâu đấy? Ngồi xuống nhìn đến tranh á, ngồi xuống nhìn đến tranh làm gì? Cái két này mở chưa? Ngồi xuống xong nhìn lên tranh. Nhìn váy à? Ờ đúng rồi, đây L. Một chữ L. O. Một chữ E. À đây, E là B. Cái này là B chứ. Là B hay E? Mẹ. B hay E đấy chúng mày? Như B hay sao? Đéo đâu, nhìn đéo đâu. Ngồi đây nhìn lên có mà. Đây là chữ gì? Lúc nào anh? Hồi xong chạy đi. Không có gì. Một tủ đây rồi, hai tủ luôn. Ôi một cái tủ hỏng. Ơ mà cái hòm anh mở chưa? Hòm sao mà mở được? Nó có khóa sao mở được? À khóa hả? Có thể khóa đâu? Khóa cái chữ cái đấy. Bây giờ phải ra mấy bức tranh nhìn cho nó là cái thôi, chữ gì. Tôi sống lại đã anh ạ. Lemon à? Trong này như không có quái hay sao? Có thấy con nào vào đây đâu. Đây là chắc chắn là chữ L rồi này. Cái con chữ này chữ gần nhất rồi này. Cái chỗ này là nếu mà không nhầm là chữ B này. Cái này là B này. Chắc chắn là B này. Cái này không có chữ. À có A. LBA. LBAC. Như vậy là LBAC. Như vậy là CABL. Có một chữ nữa cuối cùng. CABLE. CABLE. Giời. Ủa. Nó trên à? Khóa cửa rồi mà nó xuống trên đó. Cáp bồ đúng rồi. Nghĩa là cáp bồ là cái cáp. Phải đi cắt cái cáp thật. Chắc là nghĩa là cáp bồ. Ngon. Mở rồi.
lấy được một cái hộp béo vì mót jelly là cái gì sâu bướm à, với lại mấy cái cầu chì. Thế giờ là vào phòng phóng xạ thôi, béo gì nữa. Cái này là một cái thạch, một cái thạch rất hiếm, ăn nó sẽ khiến cu to lên, à không, sẽ sản sinh ra thêm năng lượng để chạy. Vào tủ đi, vào tủ đi, đỏ đỏ. Không, làm gì có cái gì, chỗ này nó không ra hay sao ấy. Cảm ơn Vẫm Du. Nói chung là lấy được cầu chì. Jelly để vô hạn stamina 2 phút ấy là. À, kinh quá nhờ. Ủa 2 phút cơ? Chạy 2 phút không hết lực. Ai trưởng thế thì xịn. Chắc là tí nữa có đoạn nào cần phải chạy đấy. Thế chúng mày vẫn không thằng nào tìm được cái đường để hồi sinh à. Chết hết kéo được. Tiêu hiểu. Thế bây giờ quay về khu phóng xạ chứ còn sao nữa. Phóng xạ, bây giờ lên phóng xạ thôi. Rồi anh Dũng à? Đây anh Dũng đi thẳng rồi anh ra. Đúng rồi, đi thẳng, chạy thẳng, chạy thẳng, chạy thẳng. Có cái con đen xí kìa, mày lại đi giết anh đúng không? Nhớ hiểu luôn đấy. Về chỗ kia. Nó đứng lù lù kia. Anh chạy cuối xong anh rẽ phải là có một cái tủ ngay đây đấy. Nó nhìn thấy anh rồi, nó đang chạy đến, nó định bổ lao với anh. Đóng cái cửa. Chỗ, chỗ em phòng em này có cái tủ đấy. Cái búa đánh con này đấy. Có cứt. Búa đánh con này. Ok, búa em đánh con này mấy lần đi. Nhưng mà nó bị tốn lực. Ờ, mày vào máy. Cái tủ còn có cái tủ ngay cái cửa này mà anh. Giữa rồi. Thế à? Chạy đâu rồi? Đấy cái tủ, à cái tủ ngay cạnh cái sát cái cửa luôn, ngay bên phải cái cửa luôn. Ờ, ok. Cái cửa mà anh vừa đóng lại đấy. Anh chạy ra cái cửa anh vừa đóng lại, cái tủ ngay bên phải đấy. Được rồi, bình tĩnh em. Ôi, nó đứng ngay ở trong cái phòng khổ nạn này này. Bây giờ phải chạy thẳng. À! Tủ đâu con chó? Bên phải đấy quá. Nó đâu rồi? Biết là nó của anh Dũng. Nó đang ở đây. Nó đi vào trong rồi, nó đi vào trong rồi. Đây lối đi đấy, chỉ đi đường đấy thôi. Đấy, đi đường đấy. Thôi cút thôi. Bây giờ chỉ cho anh cái đường quay trở lại cái chỗ chỗ nào? Chỗ ga. Chỗ ga. Khí ga. À đây cũng sẽ bóng đấy không? Đâu? Sẽ bóng đấy không? Ừ anh nhìn thôi. Rồi chạy thẳng này thôi, chạy thẳng. À. Chạy thẳng. À, ngon. Đấy. Chạy đến đây rẽ trái. Ôi dồi ôi. Ôi có chó trong này. Ôi dồi ôi. À chạy lên rẽ phải chứ. Anh chạy đâu đây? Anh có cái tủ ngay gần cái cửa luôn. Em dẫn anh đến ngay chỗ miệng chó em ạ. Anh phải lùi lại ngay có gì đấy. Ông Vũ chơi game nhàn hạ thế nhở? Anh không phải chạy xa đâu, ngay sát cái cửa này, chỗ này có luôn cái tủ mà. Thế à? Người ta tâm nguyên, người ta đứng xa. Đây, anh ra lại cái cửa đấy, cái cửa đấy. Đây, bóng không đấy? Đấy. Ờ, đi. Sau. Đây. Đúng, đây, một bóng đây. Ừ, em đi. Đấy. Đỏ rồi, trốn đi. Mà không nhìn thấy. Cái con người que nó vừa với gì đấy? Chết à? Chết thế nào? Vũ nghĩ ai như mình. Mẹ ơi chào em. À, bú thuốc thật. Rồi anh dẫn anh đi. Đây. Đây. Anh nhớ là bên phải là có cái tủ này, bên phải có cái tủ này. Ừ, ok. Đấy. Rồi, tốt. Rồi anh chạy thẳng đi. Chạy thẳng, rồi đến đoạn này dễ phải. Chạy thẳng, đấy dễ phải đấy, đúng rồi. Chạy thẳng lối đấy. Ok, rồi nhớ rồi. Nó là không nhớ được nhỉ. Chết thật, bị giảm quái tay đi thôi. Rồi ok, đến đây. Từ từ đã để đọc cái này. Ăn thơ nhớ giỏi đấy. Có một cái cửa khóa mà chỉ mở khi mà cái nồng độ sóng xạ nó ở trong phòng nó thấp. Để có thể làm như vậy cần phải có cái bình xịt. Nó sẽ khiến cho cái nồng độ phóng xạ bị giảm xuống trong một khoảng thời gian ngắn, khoảng 3 phút.
Ngoài ra thì mình cũng có thể sử dụng cái máy kia để check xem là cái vật nào là vật mà phát ra cái phóng xạ. Xem có cái tủ nào chui ở trong này. Được rồi, đầu tiên anh phải cầm cái kia ra đã. Check xem cái nguồn phóng xạ nó đến từ đâu đã. Chỗ này có cái tủ này, có một cái tủ này. Khóa cái trên đầu vào, khóa cái ở trên đầu vào. Đấy, anh đi đường đấy thẳng là có cái tủ đấy. Đấy, đấy. Ok. À, tìm cái cửa phóng xạ đúng không? Hay là bây giờ phải tìm tìm cái nguồn phát ra phóng xạ. Thế thì thử đi. Anh cũng chẳng biết là nó là như này. À, thế phải tìm nguồn phóng xạ chứ à? Nhưng mà cái máy ở trên tay nó phải nháy lên cấp cao cơ. Thế thì thử chạy ra chỗ cửa xem. Đấy, anh đi thẳng này, cửa. Đây. Cửa. Đây có cái cửa đây. Đây xem nó có phóng xạ. Đây, lượng phóng xạ trong này nó đang cao tít lên như này này. Hình như mình phải xịt cái bình kia vào trong cái vật phát phóng xạ hay sao ấy. Thì nó mới khiến cho cái nồng độ phóng xạ này, cái con contamination level nó giảm đi. Không có thì nó cho mình cái máy roi làm đéo. Đấy, phải tìm được cái vật nào bị nhiễm xịt vào nó thì nó mới giảm cái độ phóng xạ ấy xuống. Nó sẽ có 3 phút để mình gì. Hay là phải tìm những cái đồ vật mà dính phóng xạ. Thì đấy là... À đây có gấu bông này, có cái thì anh này. Đang có cái máy dò đây. Đây rồi, cái này đây rồi, một cái. À rồi, em hiểu rồi. Anh đi thẳng đái á. Được. Chưa. Đi rẽ phải. Rồi. Đi thẳng rẽ phải. Chưa, cái này nó vẫn chưa giảm hết, cái này vẫn chưa giảm hết. Đấy à. Thôi đi tiếp đi, chỉ có 3 phút thôi. Đi thẳng rẽ phải. Có con gấu bông. Con gấu, đúng rồi, con gấu chuẩn. Thằng nào được ra cái nhìn anh cái độ radiation ở khu này cái. Được, nhìn được. Cái này cũng có này. Chắc là xịt hết thôi. Không, có phải vật nào nó cũng có đâu. Mình có giới hạn đâu. Không. Đấy, vào trong này nữa. Rồi, đấy đúng rồi, dễ trái. Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi. Đó là cái đồ bảo hộ là có, đồ bảo hộ có. À rồi, ok. Thế thêm cái đồ nữa rồi. Anh Dũng đi, rồi anh Dũng đi thẳng lên rồi rẽ phải đúng không? Đây gì? Đúng không? Có. Không. Đồ bảo hộ mới có. Ra nhìn nó tao cái kia xong nó giảm xuống chưa đã? Đủ rồi, áo quần mũ mão là đủ hết rồi. Cái đường quay lại cái chỗ mà check cái cửa đâu nhỉ? Đây, anh Dũng ơi, đây là sao quay lại. Đâu? Quay lại phòng cũ đi, tao ơi. Ở đây còn cái này nữa này. Không có thằng nào nó nhìn hộ cái kia. Không nhìn được. Chúng mày có nhớ cái phòng đấy nó. Đấy này giảm xuống lắm rồi này. Còn có một nửa thôi. Bây giờ cần phải check thêm. Đó, anh quay. Đi thẳng đây cái này. Cái này bên này đằng sau. Để chỗ cái mũ mà. Đây. Đi vào đây. Đấy, cái này đi. Đéo có. Đây, anh giúp quay đi thẳng, dễ trái. Đây, con này. Đây, đường sau. Còn cái ghế bên này nữa này, với cả cái chổi bên này nữa này. Từ từ vào đây xem có cái bẹ gì. Ghế không nhá. Chổi không nhá. Đống rác không nhá. Đây không có. Đấy, chắc được rồi đấy. À đây, có cái xe lăn, đằng sau. Đây. Mẹ, thở như bò chết giống. Đúng rồi. Thế là có khi đủ đấy. Mở. Đâu, cái đường đi, cái chỗ đéo đấy kìa. À, chưa? Chưa mở, vẫn còn 3 vạch. Vẫn còn 3 vạch. Hình như là hết 3 phút. Ủa, hình như là hết 3 phút của mấy cái cũ rồi. Nên là phải xịt lại rồi. Giờ xem nào.
Đây cái này có này. Nhưng mà lúc nãy là chưa xịt cái này. Cảm ơn chí bạn. Ôm lụng trông xịt kìa. Ô, cửa này cần phải có cái thẻ nữa anh Dũng ơi. Mở thì đéo được. Đâu, nó chỉ bảo là độ ấy xuống là được. Thẻ đéo ấy. Mấy cái tờ giấy có. Mở chưa? Mở rồi. Đi nhanh. Rồi. Mới là sang khu mới thôi. À đây, cắt xích đấy. Cắt đi, kìm đâu? Từ từ bình tĩnh, có trong này có cái mẹ gì đã. Có gì rồi, cắt xích. Lỗi nghĩ cắt xích. Phá rồi. Ui. So với cả ấy thế nào anh Dũ? Game này. Ui thế này. Tưởng thế nào? Đã hết đéo đâu. Ui. Dưới này như càng đi càng tối anh ạ. Đâu đi hết rồi. Đây. Có cửa gì đây này? Push, ấn. Cửa đấy khóa mẹ rồi. Chỗ này có nút ấn này. Hiểu cũng máu ở đây mở ra chết à? Ê, có cửa khóa đây này. Uống thạch à? Nút này đứng lên là nó mở cửa này. À đây cái nút ngay dưới nhà đây. Đâu, nút đâu? Đấy, ngay dưới nhà đấy. Đứng vào đây cái gì? Vâng. Anh em bảo uống thạch, uống mẹ luôn được có gì vậy? Chết đấy. Uống đi. Ăn được gì uống được gì uống nốt đi. Nhưng mà xong rồi chạy đâu? Ai biết được. Nó mở cái cửa nào đi. À, cửa to. Chạy đây. Chạy. Được rồi đấy, cái đéo gì đấy, có cái hố ở đấy. Mẹ hố này là sao? Nhảy xuống. Xong rồi nhảy xuống qua mặt bốn thôi. Tiếp nào chứ. Qua. Hình như bây giờ mình đi một tầng thôi. Mẹ, vãi cả game. Bây giờ mình lên bàn 2 của game kia. Chỗ này là cái map của cái con mẹ mặt cười đi mà. Này thì chơi đến đời mục thất à. Lại 8 level à? Content trong tháng này. Ôi giời ơi. Ui giời ơi, có sếp không? Làm gì có sếp? Nhưng mà biết cách là chắc là nhanh thôi. Cái gì đấy? À phải đi gắn mấy cái này vào đây. Ui, có kia nó đuổi. Đi gắn hết mấy cái tay quay vào đây để quay. Cái gì đấy? À, phải quay hết cái kia đi, nó hết cái khí độc thì mới thoát khỏi đây được. Phải công nhận chỗ này mà không ăn thạch chạy em cứt. Anh Dũng ơi, em chạy không có lực anh Dũng ạ. Bảo sao dùng cái thạch. Đây em chạy không có lực rồi. Đưa bố cái tay quay nhanh mẹ mày lên. Ấy là thành ma rồi, có lực cực kẹt ạ. Nó xì khói rồi nhá. Khói màu xanh. Đâu? Đây này. Nhiều khói lắm. Cái gì? Để chơi nào, con kia nó cứ đuổi tôi làm sao chạy được. Làm gì có thời gian phải có thêm người ở đây để dụ nó thì người kia mới gì được. Một người cái này thì có đến đời mục thất. Đẩy chuồn thì làm được. Được shit đi. Tiếng nó đuổi rát đấy. Nó đuổi liên tục luôn mà. Chơi bời đéo gì. Mày giết em thì gió nhảy bịt người. Em chào anh. Em này bố em gọi anh luôn. Theo đời thằng Đạt luôn. Bố gõ được mà ăn chết đấy. Chết mà. Ơ nhưng mà xuống đây có tiếng tim này. Mẹ thì chết ở đây là. Ơ nhưng xuống chết ở đây thì hồ lại sinh nhanh nhất chúng mày ạ. Bởi vì cái chỗ này nó bé mà. Chết ở đây lại có cổ sinh luôn. Đây này. Đây này. Ừ. Căn bản là cái trò kia nhá. Cái trò đấy là chết lần thứ hai, lần một, lần hai, lần ba là nó rất là bình thường, nhưng lần tư đéo thì nó cửa nó luôn. Nó tìm kia nó cửa nó lần quất. Chui tủ á, trong này có tủ á? Đúng rồi, trong này có cái tủ chui này. Đúng thật. Thôi, không khác chết tiếp anh em ạ. Content nó phải để dành. Nhưng mà cái này nó không có lưu game à? Có mà. Lần sau xuống chơi lại à? Có mà. Có gì? Có lưu gì? Đó, thử phát đi xong rồi lại. Phát lên.